Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện chế tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Tập 33. Chương 321. Ác niệm. Thẻ tử gần sinh nở, các loại chuyện trong nhà nói nhiều thực ra cũng không nhiều lắm. Khi nghe được tin tức minh chủ Bách Đao Minh Trình Liệt bị diệt môn, Ninh Nghị mới vừa rồi đang phỏng đoán ánh mắt cổ quái của đám người Tô Văn Hưng, sau đó thì hơi sừng sốt. Bách Đào Minh cũng được coi là một bang phái khá có quy mô tại vùng Giang Ninh, cũng là một chi tay chân phía sau của Tô Gia. Chủ yếu là đứng sau lưng phòng lớn Tô Gia, tuy rằng sau này đã từng trải qua những trận thế giang hồ tại Hàng Châu. Ninh Nghị cũng không có nhiều cảm giác đối với loại bang phái cấu kết với thương hộ thân hào chiếm giữ một vùng đi thu phỉ bảo hộ như Bách Đao Minh. Nhưng dù sao bên mình đã có một đội ngũ tay chân như vậy, một khi Bách Đao Minh đổ, chỉ sợ Tô Gia cũng sẽ mất công sức và tiền tài để đi tìm một đội ngũ khác. Đối với Ninh Nghị, ý nghĩa trong lòng cũng chỉ gần như thế, đối với Bách Đao Minh hoặc là Trinh Minh Chủ kia. Ninh Nghị và bọn họ dù sao cũng qua lại không nhiều lắm. Nhiều nhất là chỉ gặp mặt có hai lần, cũng từng mấy lần chẳng biết xấu hổ mà tự giới thiệu. Chuyện giang hồ báo thù, lúc nào cũng xảy ra, Ninh Nghị cùng sẽ không nghĩ cái chết của Trình Liệt có quan hệ với mình. Trong lòng mặc niệm một lúc, thở dài, chỉ thế thôi. Mà ở trong nhà có quan hệ khá tốt với Trình Liệt chính là nhạc phụ Tô Bá Dung. Ngoài ra, cũng có nha hoàn Quyên Nhi xưa này khá ít nói xưa này vẫn đi theo Tô Đàn Nhi thỉnh thoảng cũng có tiếp xúc. Và còn có cả đám người cảnh hộ vệ nữa. Nghe nói sau nghe biết tin dữ, tâm trạng của Quyên Nhi khá xa xút. Ninh Nghị an ủi vài câu. Khi tình trạng ổn định, Tô Đàn Nhi nói với Ninh Nghị: "Tướng công, cha muốn đến đó, chàng mang theo Quyên Nhi đi đến đó cùng để xem thế nào. Trong nhà có nhiều người, thiếp không sao đâu. Nếu sinh con, thiếp sẽ cho người đi tìm mọi người về, huynh cùng có thể về kịp. Dù sao cũng là thảm kịch diệt môn." Ninh Nghị gật đầu, đồng ý, sau đó lại an ủi Quyên Nhi, tuy rằng chuyện giang hồ báo thù không phải là kỳ lạ gì. Gần đây thế cục dung chuyển, nhưng trị an của Giang Ninh vẫn rất tốt, việc này thật sự khá rầm rộ, quan phủ sẽ không ngồi yên đâu. Ta cũng đã nhờ người đến hỗ trợ điều tra rồi. Chuyện như này dù sao cũng không quá lớn, đối với ánh mắt có chút kỳ lạ vừa rồi của đám người Tô Văn Hưng. Ninh Nghị ném qua sau đầu rồi. Dù gì một khoảng thời gian gần đây, cuộc sống của phòng 2 phòng 3 không rất tốt. Tô Văn Hưng là con trai của Tô Trọng Kham. Lúc Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi không ở đây, phòng 2 phòng 3 đã gây nên chút gợn sóng. Phái trai tráng là do y dẫn đầu. Hôm nay Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị trở về, Tô Dũ bắt đầu gây bão. Một vài thứ mà phòng 2 phòng 3 ăn vào phải nhổ ra. Tuy rằng lợi nhuận buôn bán của phòng 2 phòng 3 lời hơn trước khi Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị đi, nhưng ăn vào bụng cái gì cũng phải lấy ra một phần, dù gì cũng khiến người khác khó chịu, huống chi lại là tổn hại thể diện. Vì vậy trạng vạng hôm nay, cùng Quyên Nhi đi đến hiện trường Bách Đao Minh bị diệt môn. Ninh Nghị tiện đường ghé đến chỗ Văn Nhân Bất Nhị tại Giang Ninh, nhờ bí mật điều tra rốt cuộc nhân vật giang hồ nào đã động thủ. Ngoài ra, gần đây hình như có người đang theo dõi ta. Ninh Nghị nói, không có đâu. Bên ngoài có cơ sở ngầm, người vừa trở về. Hẳn là không có đuôi theo mới đúng, hơn nữa đây là Giang Ninh, có thể là ta lầm. Lúc ở Hàng Châu đã luyện cảnh giác thành thói quen rồi, bây giờ vẫn chưa thả lỏng được. Dù là người bên Hàng Châu hận đến mức nào, lúc này Phương Lạp đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, cũng không đến mức tìm ta động thủ. Ai ra, cần một bác sĩ tâm lý rồi. Cái gì bác sĩ? Không có gì. Hà hà, thật sự là người có đắc tội ở Hàng Châu thì cũng chỉ có vị Lưu cô nương Bá Đao thôi. Người cũng đã xử lý xong rồi mà, đâu còn người nào theo dõi người nữa. Văn Nhân Bất Nhị hiểu rõ chuyện giữa Ninh Nghị với Lưu Tây Qua. Lúc này ngữ khí có chút đùa giỡn, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nhíu nhíu mày, nhưng ngươi vừa nói như vậy, gần đây có một nhóm người có liên quan tới Phương Lạp qua đây, nhưng không thuộc quản lý của chúng ta. Cái gì? Ninh Nghị nhíu nhíu mày. Mộc cũng khá có danh tiếng trong lục làm, sắp bị áp giải lên kinh thành, nói rằng có một nhóm người ngày mai đến. Lập Hằng, ngươi vừa nói như vậy, có phải là có dư nghiệt của Ma Ni giáo chuẩn giết bọn họ không?
hoặc là thuận tiện theo dõi ngươi. Ninh Nghị suy nghĩ chốc lát, làm dự phòng đi. Ta quay về nói với Phò mà ra cấm người vào bên kia. Ninh Nghị vỗ vỗ vai gã, hai người cùng nở nụ cười, cơ bản đã nói xong. Văn Nhân Bất Nhị lại khẽ nói, mặt khác, trước đó chuyện mà người nói. Gã nói xong, cuối cùng, quyết định đến chỗ chúng ta hỗ trợ không? Có chút nghĩ đến, nhưng đợi đàn nhi sinh con xong rồi hắn quyết định đi, mặc kệ làm gì, sau này sợ rằng không thiếu vẫn phải có liên hệ. Văn Nhân Bất Nhị gật đầu, sau đó vẻ mặt trang nghiêm, chắp tay, mặc dù tài hạ nhiều hơn vài tuổi. Nhưng thủ đoạn bố trí vận dụng thế cục lập hàng ngươi lại hơn ta rất nhiều, ta vô cùng bội phục, tương lai không thiếu phải dựa vào lập hàng rồi. Nói xong việc này, Ninh Nghị mới từ biệt Văn Nhân Bất Nhị, đi Bách Đào Minh đón Quyên Nhi quay về. Ngày hôm sau là ngày 27 tháng 3 âm lịch, hôm nay khi gần đến trưa, Tô Đản Nhi sinh một bé trai, hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Bầu không khí trong Tô gia hết sức long trọng, náo nhiệt, răng đèn kết hoa, chiêng trống, pháo nổ giòn giã, chỉ là khi đặt tên con. Tô Đản Nhi vô cùng chán trường, mà ngay lúc này cũng không có ai nhắc tới, cũng không có nhiều người đến quấy rồi Ninh Nghị đang chăm sóc thê tử trong phòng. Sinh con trai, tức là có nhiều người đến chúc mừng. Hôm nay ngày 28, trên cơ bản tới thăm đều là các bằng hữu ngang hàng của Tô Bá Dung. Nên cũng không đến mức quá làm phiền Tô Đản Nhi, Ninh Nghị viết xong mấy tấm thiếp mời, ra cửa chuẩn bị đưa đến phủ Phò Ma. Hắn vốn cùng không dự định ngày thứ hai con trai vừa sinh đã ra ngoài, nhưng chủ yếu là bởi vì quan tâm xem đúng là có người của Phương Lạp theo dõi mình không. Việc này liên quan đến tính mạng của cả nhà, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng hắn không thể qua loa, đi sớm về sớm là được. Trước tiên là gửi thiếp cho Khang Hiền, hỏi chuyện Lục A Quy, sau đó tìm Văn Nhân Bất Nhị. Hôm nay gã đang ở trọ tại khách điếm trong thành Giang Ninh, cách phủ Phò Mà không quá xa. Lúc gặp mặt, Văn Nhân Bất Nhị đầu tiên là chúc mừng, khi hỏi chuyện về bên phía Phương Lạp thì vẫn nói còn chưa xác định được. Sau đó cũng nói tới một chuyện khác, đó là chuyện mà nửa năm trước Ninh Nghị nhắn nhủ, lúc này mới có kết quả. Hôm nay bọn họ đang ở trong khách sạn Bình Dân, người đi sẽ gặp chứ? Ta còn có một dự định là gia nhập một bang nhóm, như vậy có ổn không? Người cũng nói rồi, sớm muộn sẽ lui tới. Người đi theo bọn họ cũng không coi là người lạ. Thành thật mà nói, người lộ mặt cũng có thể dọa bọn họ một chút, để cho bọn họ biết bên này chúng ta cũng không phải là hạng giá áo túi cơm. Ta van ngươi, Ninh huynh đệ. Ninh Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu. Cùng thời khắc đó, trong phòng lầu một của khách sạn Bình Dân, Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa đang lau cây thương. Tề Tân Hàn rót trà mang tới cho hai vị huynh trưởng, nhị ca, tam ca, việc này cứ quyết định như vậy. Muốn báo thù cũng chỉ có thể như vậy. Tề Tân Dũng nói, tìm Lưu Tây qua, không tìm cô ta thì tìm ai? Ta muốn giết là Phương Lạp. Tề Tân Hàn nhíu mày. Ba huynh đệ Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa, Tề Tân Hàn là con trai thứ hai, thứ ba và thứ năm của tham tri chính sự Tề Nguyên Khang từng ở dưới trướng Phương Lạp. Khi Tề Nguyên Khang tạo phản, con trai trưởng và con trai thứ tư của Tề Nguyên Khang đã chết, bọn họ đánh không lại Lưu Tây qua, cùng chi có con đường chạy trốn. Tác hồn thương của Tề ra tài nghệ kinh người, nhưng ba người lưu lạc giang hồ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, sau đó thì được Vãn Nhân Bất Nhị an bài người tới tìm. Trong thời gian mấy tháng, đã rất có thành ý đã xử lý một vài phiền toái cho bọn họ, đồng thời khuyên bọn họ gia nhập Mật Chi Ti. Bất luận là vì báo thù cho cha, hay là đền đáp quốc gia, hay là gột sạch quá khứ, đều có thể. Lúc này cương thương đang ở trong tay Tề Tân Nghĩa tháo ra ba khúc, đang lay động trên tay y. Cương thương giống như tam tiết côn gào thép vũ động vài cái trong phòng, sau đó kết với nhau thành một cây thương thẳng tắp. Y khá trầm mặc, nói, thánh công bị vây thành như vậy, bại vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chúng ta sợ là cũng không giết được. Đầu, nhập bọn họ cũng tốt, lúc đầu nhập, để bọn họ an bài chúng ta vào trong quân đội tại phía nam đi. Tề Tân Hàn nói, Tề Tân Dũng hiếp con người lại, giết Phương Lạp, giết Lưu Tây qua, đều là thù cha cả, nhưng tính toán, dù sao năm xưa cũng là bởi tạo phản. Những người đó chẽn chiến trường giết chúng ta,
ngươi động thủ được không? Muốn như vậy, chúng ta cần gì phải lăn lộn nửa năm nay mà không ra khỏi thành đâu nhập triều đình ngay rồi. Gã vừa nói xong, bên ngoài có tiếng bước chân, có người gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, nói rất có lý. Ngữ khí đó khá bình thản. Sau khi cửa được đẩy ra, là một thư sinh trẻ tuổi đi theo Văn Nhàn Bất Nhị, ánh mắt thư sinh an tĩnh, ba người kia mơ hồ thấy quen mặt. Khi nói tới câu thứ hai thì lập tức khiến cho Te Tần Nghĩa nắm chặt tác hồn thương trong tay, hai người kia cũng bật đứng lên. Đạo lý Xuân Phong nhất bôi tiểu, giang hồ dạ vũ thập niên đang không cần đứng lên, ba vị tể huynh, ngồi đi. Câu thơ này là vào đêm bọn họ phục kích Lưu Tây Qua, Lưu Tây Qua đã đọc ra, làn điệu ngữ khí đến giờ bọn họ vẫn nhớ rất rõ. Lúc này đây, thư sinh trước mắt này giống như là chủ nhân ra, đi đến, chắp tay cười. Mấy người nhìn nhau chốc lát, thư sinh cười đi về phía bàn trà. Tự rót cho mình một tách trà, từng quen biết nhau rồi, tại hạ huyết thủ nhân Đồ Ninh Lập Hằng. Đã lâu không gặp lúc trước ở trên đường phố, khi Ninh Lập Hằng đột nhiên xuất thủ. Tên còn chưa báo hết thì mấy người Tề gia đã bỏ chạy mất dạng rồi. Đối với tình huống bị người ta khinh thường phong cách và biệt hiệu của mình, trong một khoảng thời gian dài Ninh Nghị vẫn canh cánh trong lòng. Chỉ có một điểm khá thú vị thỏa mãn chính là tiếp theo giả vờ nói chuyện bí hiểm cộng thêm Văn Nhân Bất Nhị ở bên cạnh trong lúc thích hợp thêm mắm dặm muối. Nói hắn lúc trước là gián điệp nằm vùng trong Bá Đao Doanh, triệt để ngăn cản Bá Đao Doanh nổi dậy. Ba huynh đệ Tề gia đương nhiên cũng sẽ không quá ghi hận và nảy sinh nghi ngờ quá lớn đối với Ninh Nghị. Tiếp đó, ngược lại bọn họ vẫn còn ấn tượng là Ninh Nghị người này không hề dễ dây vào. Lúc này gặp mặt, điều này cũng tạo nên hiệu quả. Chào hỏi xong, lại có một gã thủ hạ của Văn Nhân Bất Nhị tới, thì thầm nói gì đó với Văn Nhân Bất Nhị. Không lâu sau thì rời khỏi căn phòng của ba huynh đệ Tề gia. Văn Nhân Bất Nhị nói, đã điều tra xong. Người cũng đã bắt được rồi, theo dõi người không phải là dư nghiệt của Phương Lạp. Biểu hiện của gã hết sức thích thú, hơi nhíu mày, là người nhà của ngươi. Hà, hắn ta nói. Vãn Nhân Bất Nhị vẻ mặt thần bí, sau đó bật cười, nói ngươi câu kết với một vị danh kỹ Hoàn Lương. Hắn là được lệnh của mấy vị thiếu gia trong nhà ngươi theo dõi ngươi, muốn điều tra rõ chuyện này, ngươi tự đi mà hỏi đi. À, loại chuyện như này. Xem ra là cậu ấm của phòng 2, phòng 3 đã bị phu thê ngươi bức cho đến sốt một hồi. Dù sao Văn Nhân Bất Nhị cũng là người của hệ thống tình báo, muốn Ninh Nghị gia nhập, đương nhiên cũng đã tra xét tình hình trong nhà hắn. Gã còn chưa nói hết, Ninh Nghị đã cau mày, đứng ở đó khá lâu, ta không hỏi nữa, ngươi thả người đi, ta về nhà trước. Ừ, có cần gì thì cứ nói một tiếng, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Văn Nhân Bất Nhị khoát tay. Dù sao thì, sợ bóng sợ gió một hồi, không phải là người của bên Phương Lạp là tốt rồi. Ta thiếu chút nữa thì đã thông báo để phò mã gia tăng thêm cảnh vệ rồi. Sự việc tuy rằng không tệ, nhưng người biết đó, đây không phải là một nha môn. Bên này không tiện nhúng tay, người ta sẽ nói người mặn ăn cây củ cải nhạt bận tâm lo nghĩ. Đại khái là để làm bầu không khí lay động, Văn Nhân Bất Nhị cũng có chút lải nhải nói nhiều. Đương nhiên lúc mà gã nói, nếu loại chuyện này sớm đã biết, cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chẳng qua, khi Ninh Nghị chuẩn bị quay về. Trong Tô Phủ, đang có một gã hạ nhân gần như đang khóc nức nở báo cáo chuyện vừa xảy ra cho đám người Tô Văn Hưng. Tiểu tứ bị bắt rồi, ta tận mắt chứng kiến liền lập tức trở về. Ngũ thiếu, nghe nói Ninh cô gia có rất nhiều quan hệ với quan phủ. Hắn đúng là có quan hệ mật thiết với quan phủ nên có thể đối đãi với người nhà mình đúng không? Ánh mắt Tô Văn Hưng tối sầm lại, đột nhiên đứng lên, người lùi xuống đi, ta biết rồi. Đợi người kia lùi xuống, y mới quay sang nói với mấy người trong phòng, hiện tại hắn đã biết rồi, các ngươi nói xem bây giờ phải làm sao. Đúng vậy, làm gì bây giờ? Chờ hắn về xử lý chúng ta à? Có thể thế nào, giờ hắn đã biết, người đấu được hắn sao? Vốn đã nói rồi, sự việc điều quá rõ rồi, chúng ta tung lời đồn đại là được, giờ hắn biết là ai rồi. Hiện giờ người cũng bị bắt rồi. Các ngươi chọn người thế nào đấy, chắc chắn sẽ khai chúng ta ra. Vậy hiện tại có thể thế nào? Tô Văn Hưng giống lên một câu. Tất cả đều đã như vậy rồi. Hay là chúng ta đi nói với Nhị Đường tỷ? Tỷ ấy vừa sinh con, lúc này ngươi chạy đi báo chuyện này,
mặc kệ tỷ ấy phản ứng thế nào, Gia Gia cũng sẽ đánh chết chúng ta. Lúc này cũng không còn lựa chọn mà. Hay là đi báo với cha ngươi, Văn Hưng. Chuyện này kéo ông ta vào có ích lợi gì? Trong lúc tranh luận, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo là chúc mừng Tô Đản Nhi sinh con trai, hẳn là có nhiều người tới thăm hỏi. Tô Văn Hưng suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên chau vùng lông mày. Hiện tại cũng chỉ có thể làm này, hoặc là chờ Ninh Nghị trở về xử lý chúng ta, hoặc là... Chúng ta gọi đám phụ nữ trong nhà các ngươi, có thể gọi ai được thì gọi, tóm lại là gọi toàn bộ đám phụ nữ. Nhị tỷ vừa mới sinh con, chúng ta không nhẫn nhịn được chuyện này, họ Ninh kia ức hiếp lên đầu người nhà chúng ta. Hiện tại nhị tỷ không nên nghe chuyện này, để người nhà. Chúng ta ra mặt thay tỷ ấy là được. Được rồi. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 322. Náo loạn khiến người thương tâm. Khi nghe Quyên Nhi nói chuyện thì Tiểu Thiền đang ở trong nhà thay tã lót cho đứa bé mới sinh. Nhìn vẻ mặt Quyên Nhi, thực sự là hơi bị dọa sợ. Sợ rằng tạm thời cũng chỉ có thể nói sự tình với nàng. Hiện tại nói với Hạnh Nhi tỷ cũng không có tác dụng gì, mà ngay lúc này cũng không thể đi báo với tiểu thư được. Tiểu Thiền có chút không tín, trong lúc nhất thời, đầu óc hơi mơ hồ. Nhưng Quyên Nhi luôn không nói gì nếu không nắm chắc. Cho dù tạm thời căn bản không thể suy xét vấn đề thì hai người cũng vẫn có phản ứng theo bản năng, đi về phía cửa ngách Tô Phủ, ý đồ tìm Ninh Nghị trở về. Tiểu Thiền biết Ninh Nghị đi đâu nhưng lúc này cũng không biết là nên đi bộ trên đường tìm hay lấy một chiếc xe ngựa để đi. Trên đường đi, Tiểu Thiền suýt nữa phát khóc. Chẽn đường trở về, Ninh Nghị thấy hai thiếu nữ vừa mới ra khỏi cửa. Tiểu Thiền vừa nhìn thấy hắn liền ngây ngẩn cả người, vẻ muốn khóc, quay đầu đi một bước rồi mới quay lại. Quyên Nhi cúi đầu đứng ở một bên. Tình hình có chút quỷ dị. Ninh Nghị cũng nháy mắt đứng lại ở đó. Lúc này trong lòng hắn đương nhiên cũng có việc, cũng hiểu được ý nghĩa ánh mắt của đám người Tô Văn Hưng nhìn hắn hôm qua. Nhưng lúc này mới bắt kẻ theo dõi thì có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vậy không hiểu được tại sao Tiểu Thiền và Quyên Nhi lại phải như vậy. Một hồi lâu sau, Quyên Nhi mới lén kéo tay áo Tiểu Thiền. Ninh Nghị mở miệng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Thiền nắm chặt hai tay đứng đó, cúi đầu một lát mới nhìn thắt lưng Ninh Nghị, nói, cô ra, bọn họ nói. Nàng nói được mở đâu rồi mãi không nói được tiếp. Quyên Nhi giơ tay chọc vào eo nàng. Tiểu Thiền mới nhìn Quyên Nhi rồi nói tiếp, bọn họ nói, cô ra có nuôi nữ nhàn ở bên ngoài, là một kỳ nữ hoàn lương. Tên là Nhiếp Vân Trúc. Cô gia nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Nghị, trong mắt đầy vẻ dò hỏi và tìm tòi nhưng có vẻ lại sắp chảy nước mắt. Ninh Nghị trầm mặc nhìn nàng, lại nhìn Quyên Nhi, hỏi, sau đó thì sao? Bọn họ gọi mấy đường tẩu, biểu cô của phòng 2, phòng 3, muốn đám nữ nhàn đó muốn đi tìm Nhiếp cô nương để gây sự. Quyên Nhi đại khái hiểu được tâm tình phức tạp lúc này của Tiểu Thiền liền hoi ngẩng đầu lẽn, vẻ mặt hơi sợ hãi, bổ sung. Nhưng thật ra không đi quấy rầy tiểu thư. Đúng là hiếm khi làm được chuyện thông minh thế này. Ninh Nghị nghe xong không khỏi bật cười nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Hắn vỗ vai Tiểu Thiền, một tay ôm lấy nàng. Lúc này vẫn đang ở cửa ngách nhà, Tiểu Thiền liền đỏ mặt. Ninh Nghị nói, mọi người về trước đi, ta biết rồi. Hắn trở lại Tô Phủ, dắt một con ngựa, đi về phía sông Tần Hoài. Tiểu Thiền và Quyên Nhi cùng ở cửa nhìn. Đến lúc này, nàng cũng vẫn không hiểu sự việc sẽ biến thành thế nào nữa đối với Vân Trúc và Cẩm Nhi mà nói. Sự tình cũng là thình lình xảy ra. Giữa trưa hôm nay, các nàng mới từ Trúc Ký trở về. Cuộc sống của hai người vẫn luôn thanh tịnh. Lúc này, trong nhà cũng không có người nào khác. Nha hoàn Khấu Nhi của Cẩm Nhi, nha hoàn Hồ Đào của Vân Trúc và tướng công Nhị Ngưu, tổng cộng cũng chỉ 5 người. Thường ngày, Nhị Ngưu vẫn làm các công việc nặng ở đây rồi cùng thê tử trở về nhà cách đó không xa. Hôm nay mặc dù y không trở về nhưng khi hơn 20 người đột nhiên đánh tới cửa, 5 người có chống cự lại một chút kỳ thật cũng không làm nên cơm cháo gì. Trừ đám phụ nhân, nữ tử của phòng 2, phòng 3, đi theo còn có mấy tên gia đình của Tô gia.
Khi đám người bỗng nhiên xông tới thì Nhị Ngưu đang ở phòng bếp liền buông dao chẻ củi, cầm lấy một cây gỗ muốn phản kích nhưng lập tức bị đánh gục trong vũng máu. Khi tiếng thét chói tai và tiếng khóc của nữ tử vang lên thì cả Vân Trúc, Cẩm Nhi và tất cả những người khác đều như đang trong mộng. Nữ tử của nhà Trình Thế đi tìm nữ nhân mà nam nhân nhà đó nuôi ở bên ngoài để gây sự. Đây là việc làm chính nghĩa một cách thiên nhiên ở niên đại này. Cho dù có lên công đường cũng sẽ không có lão gia nha môn nào ủng hộ loại nữ nhân như Vân Trúc, Cẩm Nhi trong những sự việc gia đình thế này. Cùng lắm thì họ sẽ nói là nam nhân này thật sự ngu xuẩn, vốn là một việc phong lưu mà lại để lộ dấu vết. Đối với Vân Trúc mà nói, có một số việc có lẽ nàng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, có lẽ cũng đã từng thấy những chuyện tương tự. Nhưng khi chính mình ở trong hoàn cảnh đó thì ngay từ đầu đã ngỡ ngàng không biết nên làm gì. Nhìn thấy đám nữ nhân như hung thần ác sát tràn vào, hùng hùng hổ hổ, xô xô đẩy đẩy, trong tâm nàng đại khái hiểu là chuyện gì nhưng phần nhiều là đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao. Nàng nhớ được rằng mình đại khái kêu lên một tiếng Cẩm Nhi, Cẩm Nhi cũng kêu lên một tiếng các ngươi làm gì. Tiếp đó sự việc trở nên hỗn độn, vô số thanh âm vang lên bên tai nàng, có người túm tóc nàng, có người muốn đánh nàng. Trên mặt nàng hình như chúng hai đánh nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm. Trên cơ thể nàng không còn cảm giác gì nữa. Thậm chí có người muốn xé y phục của nàng, nàng cũng chỉ có thể ôm chặt lấy mình. Nàng muốn tìm Cẩm Nhi nhưng Cẩm Nhi đã bị tách rời ra. Nguyên Cẩm Nhi cũng chỉ vùng vẫy một lát thì đã bị thanh âm che mất. Dù tính cách nàng có mạnh mẽ thì lúc này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Không có tâm tính như Ninh Nghị thì trong tình huống bạo lực tập thể này, tính cách như nàng căn bản là không có ý nghĩa gì mấy. Chủ yếu nhất có lẽ bởi vì trong lòng nàng cũng không cảm thấy bên mình có chính nghĩa. Lúc đầu khi những nữ nhân kia xông đến thì nàng còn muốn ác độc liều mạng, nhưng sau đó thì cũng không có biện pháp. Lúc mới thấy Vân Trúc bị thương, thì nàng cố gắng huých được 4, 5 ả phụ nhân hùng hùng hổ hổ trước mặt xuống nước nhưng sau đó cũng vô ích. Dù sao ngay từ đầu đã là song quyền khó địch 4 tay. Tiếp đó, tóc nàng bị kéo rối loạn, trên người bị đánh, 7-8 cánh tay vung tới, đánh lại cũng không hiệu quả. Khi cảm thấy có người cào trên mặt mình đau rát, nàng nghĩ mình bị hỏng khuôn mặt xinh đẹp rồi liền bật khóc. Tiếng 7 mồm 8 mỏ huyên náo trên đường cạnh tiểu lầu lập tức thu hút mọi người. Ban ngày thì đường này vốn không đông người đi lắm nhưng không lâu sau đó đã có khá đông người tụ tập lại. Mọi người truyền miệng nhau sự việc xảy ra. Tiếp đó thấy hai nữ tử bị tóm chặt kéo ra, một đám phụ nhân chửi rủa đánh nhau, liền có người ở xung quanh vây xem tiến đến giải thích sự việc phát sinh. Đường muội nhà ta vừa mới sinh em bé, hôm nay chợt nghe có chuyện này, quá đáng thật, hôm qua vừa mới sinh em bé. Thân thể vốn không tốt, chuyện này sẽ náo loạn thành cái dạng gì nữa chứ, lẳng lơ không biết xấu hổ. Thật sự là đáng tức giận, một hồi thêm mắm thèm muốn, mọi người xung quanh đều oán giận. Sự việc thế này làm sao có thể tha cho hai ả được, nhốt vào chuồng lợn, vẽ lên mặt hai ả, xem hai ả về sau còn tùy tiện quyến rũ nam nhân nữa không. Trước hết cứ bôi phân vào hai ả, bộ dạng cũng dễ coi nhưng không ngờ lại là người như vậy. Đúng là chi có loại nữ nhân này mới lúc nào cũng quyến rũ nam nhân. Nam nhân đó ở đâu, hắn cũng nên bị bắt lại đây. Tiếng hò hét vang lên khắp xung quanh, đồng thời cũng truyền vào tai Vân Trúc và Cẩm Nhi. Cẩm Nhi thật vất vả ôm lấy Vân Trúc, khóc òa lên. Vân Trúc ôm chặt lấy Cẩm Nhi, cũng ôm chặt lấy thân thể của mình, cắn chặt môi, cổ hết sức không để mình khóc lên. Có người lại muốn tới xé quần áo nàng thì nàng mới ra sức đánh một cái, lập tức càng bị chửi rủa nhiều hơn, trên mặt lại bị đánh một phát. Những nữ tử kia quyền đấm cước đá, lập tức nghe thấy xoẹt xoẹt, váy ngoài bị xé rách một miếng. Nàng giãy giụa ngã xuống đất, Cẩm Nhi khóc hu hu nhưng cũng không có tác dụng gì. Xé y phục của ả cho mọi người xem, nhốt vào chuồng lợn. Gọi cả nam nhân kia cùng đến người xung quanh cũng đã bắt đầu hò hét nhiều lên, thanh âm càng lúc càng lớn nhưng Vân Trúc cảm thấy mình đã không còn nghe được gì nữa. Trong hỗn loạn, bất chợt nàng giật mình nghe được tiếng vó ngựa, thanh âm xung quanh như ngừng lại một chút. Nhưng trên thực tế vẫn là nàng và Cẩm Nhi bị vô số người vây quanh khi Ninh Nghị nhảy xuống từ trên lưng ngựa đang phi thật nhanh. Đám người đánh nhau đúng là có an tĩnh lại một chút,
bởi vì đã có người nhìn thấy hắn. Mấy thủ tính phụ nhân trao đổi ánh mắt, người xung quanh vẫn không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn còn ồn ào. Mấy tên hộ viện Tô gia muốn ra nghênh đón, ý đồ ngăn Ninh Nghị đang hơi thô bạo đẩy đám người ra để đi vào. Một ả phụ nhân trong đó cao giọng hô lên, Ninh cô gia, chuyện này ngươi không nhúng tay vào được. Ngươi nên tự ngẫm lại mình nên ăn nói thế nào đi. Đám nữ tử còn lại cũng ồn ào kêu la, đúng vậy đó. Xem ngươi đã làm việc tốt gì kìa, đàn nhi vừa mới sinh em bé. Chúng ta tức giận, tới thay mặt cho nàng. Lúc này mọi người mới hiểu thư sinh đang chui vào đúng là vai nam chính. Một người trước mặt đang định tránh đường để hắn đi vào thì một người hộ viện trung niên đi tới. Ở Tô gia, thân phận của y cũng khá cao, có chút vô nghệ, cơ bản là tương đương với cảnh hộ viện. Y bộ dạng trầm ổn, hung hăng, giơ tay che trước mặt Ninh Nghị, bàn tay to như cái quạt mo đẻ lên vai Ninh Nghị, cô gia. Hộ viện trung niên này khoảng 3-40 tuổi, khôi ngô cao lớn như một bức tường. Ninh Nghị thì văn nhược, mặc áo dài thư sinh, đó cũng là lý do khiến những người đứng xem phía sau dám tùy tiện chõ mồm vào. Hộ viện kia cũng không muốn làm thương tổn Ninh Nghị, nhún chân xuống, chỉ muốn giữ Ninh Nghị dừng lại chỗ này. Nhưng Ninh Nghị không hề dừng chân, lách người sang, vung tay tát một phát. Bốp một tiếng, máu tươi và răng cùng văng ra, tên hộ viện kia lảo đảo lùi lại, ngã nhào xuống sông Tân Hoài ở bên cạnh. Tên nam nhân kéo tay trái hắn ở phía sau cũng bị kéo tới trước mặt Ninh Nghị. Ninh Nghị vung ngược tay, tên đó kêu lên một tiếng, thân thể lăn mấy vòng trên không trung rồi mới lăn xuống đất. Việc này chỉ diễn ra trong tích tắc thời gian. Bộ pháp của Ninh Nghị quá nhanh, một gã hộ viện khác xông tới bị hắn dùng một tay tóm được cố, kẹp lại, đi về phía trước mấy bước mới ném sang một bên. Gã ôm cổ lăn lộn dưới đất, liều mạng ho khan. Trong nháy mắt, Ninh Nghị đã thu ngắn lại khoảng cách với những phụ nhân kia, cũng nhìn thấy Vân Trúc bị rách miệng. Đang bị các ả vây quanh, cố gắng lôi kéo, xé quần áo, cũng thấy Nguyên Cẩm Nhi đang ôm lấy Vân Trúc quỳ ở đó khóc hu hu. Những tiếng hò hét lại nổi lên, Ninh cô gia, ngươi còn dám như vậy. Ngươi đã làm sai còn đánh người, ngươi làm đàn nhi thất vọng quá. Cẩu nam nữ, đánh chết đám cẩu nam nữ đi. Ngươi là một kẻ ở rể vô pháp vô thiên. Bình thường gặp chuyện như vậy, ngay cả nhiều quan viên có thân phận rất cao cũng phải nén giận. Trong lòng các ả vẫn cho rằng Ninh Nghị sẽ không dám làm sằng làm bậy, nhưng không ngờ Ninh Nghị vẫn dám đánh tới trước mặt. Chuyện của Ninh Nghị đã truyền một hồi ở Hàng Châu, nhưng hắn đối xử rất tốt với mọi người. Đó cũng là nguyên nhân khiến các ả cảm thấy chung quy thì Ninh Nghị sẽ không dám làm quá phận. Hắn đột nhiên vọt tới, chi sợ cũng là phụ trương thanh thế. Trong tiếng hò hét, một phụ nhân xách một cái bô tách đám đông ra, xông đến, đến đây, đến đây. Đây là một biểu tẩu của Tô Văn Hưng, bộ dạng cao to đen hôi, có tính cách cực kỳ mạnh mẽ ở Tô gia, vừa rồi mới chạy tới làm nhục Vân Trúc và Cẩm Nhi, lúc này thấy Ninh Nghị tới, tuy hơi sững sờ một chút nhưng lập tức liền hừ lạnh nói, Ninh cô gia, cho dù người có đến đây cũng không cứu được họ đâu. Ninh Nghị sắc mặt lạnh lùng, lao thẳng đến chỗ Vân Trúc và Cẩm Nhi. Mấy phụ nhân muốn kéo hắn lại cũng chỉ có thể lùi lại theo bước chân của hắn. Buông! Ninh Nghị vừa đi vừa nói một câu. Một phụ nhân nhanh tay kéo áo hắn, liền bị Ninh Nghị vung ngược tay tát một phát lảo đảo lui lại. Nếu nói đánh mấy tên hộ viện vừa rồi chỉ làm mọi người hơi bất ngờ thì một tát này thực sự khiến mọi người xung quanh phải tỉnh mộng. Làm gì có nam nhân nào không giảng đạo lý như vậy chứ? Nếu hắn ăn mặc như đồ tể thì thôi, nhưng hắn lại cố tình mặc một bộ áo dài thư sinh. Có người kêu to lên, ngươi dám. Biểu tẩu xách cái bô kia cũng ngẩn người. Trong lúc nhất thời dẫm chân, Ninh Nghị ngươi buông ra. Ninh Nghị đã ép tới gần. À, phụ nhân kia xối cả cái bô vào, một cái tát cũng đồng thời vang trên mặt ả, đánh ả ngã xuống đất. Mùi hôi thối bốc lên bốn phía, cái bô lăn lóc dưới đất. Ninh Nghị bị hất nửa người, những người xung quanh cũng bị dính lây. Nhưng lúc này xung quanh lại thật an tĩnh trở lại, ngay cả Cẩm Nhi đang gào khóc lớn bên kia cũng ngây ngẩn cả người. Ninh Nghị đứng đó, như thể không biết sự hôi thối trên người mình. Phụ nhân nằm dưới đất kia bị đánh gãy mấy cái răng, đó còn may là Ninh Nghị đã kìm tay.
Phụ nhàn kia phun ra máu tươi và răng, vừa khóc hu hu vừa chửi mắng. Những người xung quanh cũng bắt đầu kêu lên. Ninh Nghị liền đá một phát vào bụng ả, kìm tiếng khóc của ả lại. Lần này lại càng khiến tình cảm quần chúng kích động hơn, người xung quanh cũng đều hô lên. Nhưng ngay lập tức thấy ánh lửa lóe lên, Ninh Nghị giơ tay lên. Ầm, một tiếng nổ chấn động cả vùng. Cái cây ở cách đó mấy mét bị bắn rơi rụng cành lá xuống đầu những người vây xem xung quanh. Tuy rằng người bị dính phân nhưng dù sao hỏa thương để ở trong áo choàng không bị dính. Hắn bắn phát súng này xong, đến khi phụ nhân kia tỉnh ra đang định kêu khóc tiếp thì hắn đã đi tới. Dí súng vào đầu ả. Trong súng đương nhiên là không có hỏa dược và đạn nhưng vẫn còn hơi nóng sau khi bắn. Làm loạn nữa thì ta bắn chết ngươi. Hắn gằn từng chữ, ngươi có tin hay không? Tin hay không, trong lúc nhất thời cũng không ai dám náo loạn nữa. Trong đám người vây xem cho dù có người còn nói nhưng ngay lập tức không còn ai dám cao giọng mắng to gì nữa. Đại khái là nghĩ Ninh Nghị đã điên rồi. Tiếp đó, hắn đứng lên đi về phía Vân Trúc, vừa đi vừa nói, trở về nói cho Tô Văn Hưng, ta sẽ đi tìm y tính sổ. Nói dứt lời, hắn đã tới cạnh Vân Trúc và Cẩm Nhi cách đó không xa. Hắn hơi lúng túng chỉ vào người, tiếp đó cười hỏi, có chỗ nào có thể tắm rửa chút không? Đến chiều, Ninh Nghị còn chưa trở về, Tô gia đã ồn ào, nháo nhác, khắp nơi hỗn loạn và kích động phẫn nộ. Không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, thế thì quá. Lắm rồi, tuy lúc trước Tô Văn Hưng nói loại chuyện này không nên náo đến mức để phụ thân biết nhưng khi đám phụ nhân khóc sướt mướt trở về vẫn kinh động đến Tô Trọng Kham và đám bề trên trong nhà. Cũng không phải tin tức của họ linh thông, cũng không phải Tô Văn Hưng không có đấu óc. Mà là vừa nhìn thấy đám người kia bị đánh đập đến mức đó, lại nghe kể chuyện đã xảy ra, y liền biết mình không gánh nổi chuyện này nữa rồi. Ninh Nghị sẽ không thèm quan tàm mà ra tay nặng như vậy thực sự là chuyện ngoài dự kiến của mọi người, nhưng hắn đã ra tay như vậy cùng thể hiện sự quyết tâm của hắn. Ở Hàng Châu, hắn đã từng giết người, cũng đã từng đánh nhau với đám phỉ Phương Lạp. Nếu thực sự nổi điên lên thì hiện tại cũng chỉ có gia pháp của Tô gia mới có thể ngăn chặn hắn. Đầu tiên là một đám phụ nhân khóc lóc náo loạn đến bên Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương. Sau đó đám người liền chạy tới trước chính sảnh, làm kinh động tới hai vị lão nhàn trong tộc. Tô Trọng Kham biết tính nết con mình, trước hết cho người gọi Tô Văn Hưng tới, gay gắt hỏi chân tướng sự việc. Tô Văn Hưng liền kể lại hết sự tình. Chuyện này thực sự không liên quan đến con. Ai biết vì sao tỷ phu lại chụp mũ chuyện này lên đầu con chứ? Con cũng không biết đầu tiên truyền ra từ đâu, nhưng bọn con nghe thấy đương nhiên là tức giận trong lòng. Hắn nuôi nữ nhân ở bên ngoài, mà nhị tỷ thì vừa mới sinh em bé. Chuyện này đâu liên quan gì tới con chứ? Hắn đánh biểu tàu thành thế này, sắp chết rồi, cha cùng thấy đó. Cha, mọi người mau nghĩ biện pháp đi. Cả nhà này đều biết nhị tỷ phu lợi hại như thế nào. Hiện giờ hắn chụp mũ việc này lẻn đầu con phải làm sao bây giờ? Con không cần gọi hắn là nhị tỷ phu. Tô Văn Hưng khóc lóc kể lể khiến Tô Trọng Kham cũng phát cáu. Hắn còn có thể ăn thịt con sao? Mười mấy phụ nhân khóc sướt mướt trở về. Huyên náo kể lể toàn bộ sự việc cho cả nhà đều biết. Không đến một lát, toàn bộ phụ cận sảnh chính đều đã chen chật người. Kẻ ở rể nhưng lại luôn được ưu đãi là Ninh Nghị xảy ra chuyện thế này. Mọi người xung quanh ít nhiều đều có chút vui sướng khi người gặp họa, đều hùa theo lên án. Chỉ trích. Sự tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Một mặt, Tô Trọng Kham vốn không tin con mình tham gia vào việc này nhưng trong chuyện này đúng là Ninh Nghị đã quá phận. Ở bên ngoài nuôi nữ nhân, sau khi bị phát hiện còn phát rồ đánh người nhà. Một đại nam nhân đánh một phụ nhàn gần chết, như vậy căn bản là đánh vào mặt cả nhà, cho dù sự thật chi tiết như thế nào. Ngay lập tức, Tô Trọng Kham gầm lên triệu tập gia đình hộ viện. Mặt khác thông báo sự tình cho Tô Bá Dung. Chỉ có điều ở phương diện ứng đối với Tô Đản Nhi thì y vẫn còn vài phần do dự. Đản Nhi bên kia, nó vừa mới sinh em bé, các ngươi đừng làm kinh động tới nó. Chuyện này chờ đại ca đến, cân nhắc xem nên nói với nó như thế nào. Còn các ngươi, nữa, mau im lặng cho ta. Chờ xúc sinh kia trở về thì lập tức gọi hắn tới đây. Trong lúc nhất thời Tô Bá Dung không xuất hiện nhưng không khí đã trở nên nghiêm trọng. Một đám hộ viện được an bài ở sảnh chính, một đám ở các cửa.
Tô Trọng Kham cẩn thận hỏi han toàn bộ sự tình. Mọi người liền kể lể, thêm mắm thêm muối về việc Ninh Nghị bao nuôi Danh Kỳ như thế nào, đánh người hôm nay như thế nào. Mọi người càng nghị luận, càng thương lượng thì trong lòng càng thêm căm phẫn. Được rồi, thế là đủ rồi. Lung tung lộn xộn. Cuối cùng cũng gom lại về một chỗ. Nguyên bảo Nhi, người không sao chứ? Dù sao trận náo loạn lúc trước cũng đã được ngăn lại đúng lúc. Tuy bị biến thành cực kỳ nhếch nhác nhưng cũng may là cả Vân Trúc và Cẩm Nhi đều không bị thương hoặc rách mặt, xem như là may mắn trong bất hạnh. Lúc này thay trang phục xong, đại khái cũng khôi phục được bộ dạng không tệ lắm, nhưng về mặt công kích tinh thần thì đúng là vẫn bị ảnh hưởng. Trên mặt Cẩm Nhi vẫn còn vết đỏ, ngồi xị mặt ở đó tức giận không nói một lời, nhìn bộ dạng khá khổ sở, đáng thương. Tuy nhiên Vân Trúc lại khác. Sau khi thay quần áo xong mặc dù nhìn tiêu tụy, gây yêu hơn bình thường nhưng trên mặt lại thêm vẻ âu lo. Huynh làm như vậy, đánh người, trở về nhà thì phải làm sao? Huynh kích động quá. Nàng lo lắng không biết sau khi về nhà, Ninh Nghị sẽ ăn nói như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí. Truyệnđọcviệt.com Chương 323, Gia Sự, 1. Cẩm Nhi ở bên kia quay sang oán hận nhìn Ninh Nghị nói, kích động cái gì chứ, các mụ ấy. Hừ, rồi lại quay đầu đi. Trên thực tế, chỉ sợ lúc này trong lòng nguyên Cẩm Nhi cũng không biết là hận cái gì. Những nữ nhân kia, mà hết thảy căn nguyên đều là do Ninh Nghị. Nhớ lại trong trận hỗn loạn đó, mình bị đánh cho thảm như vậy không ngờ lại chỉ khóc lóc. Ngày thường lý tưởng rất tốt đẹp nhưng đến thời khắc mấu chốt lại không thể bảo vệ tốt Vân Trúc tỷ. Ninh Nghị thì chỉ lắc đầu nói, không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Tin tưởng ta đi, tuy lần này quả thật hơi trở tay không kịp. Hắn đi tới vỗ vai Nguyên Cẩm Nhi là ta sai, được chưa? Ta đi trước, ngươi, ở lại với Vân Trúc nhé. Cút đi! À, huynh đừng làm quá mức vì bọn muội. Bọn muội không có việc gì. Vân Trúc nghiêm túc căn dặn. Ừ, ta có chừng mực. Trong tiểu lầu vẫn lộn xộn một mảng nhưng lúc này Ninh Nghị không thể ở lại giúp các nàng thu dọn, sửa sang. Cũng may Nhị Ngưu chỉ bị thương nhẹ, không có gì trở ngại. Khấu Nhi cũng bị chút thương nhẹ trong lúc hỗn loạn. Ninh Nghị nhìn qua một chút, quay người đi ra. Văn Nhân Bất Nhị cũng đi tới hỏi. Náo loạn lớn thế này cơ à? Sự việc cũng quả thật khiến y không ngờ. Phiền phức ở đây tìm hai người giúp xem qua một chút, đừng để lại xảy ra việc thế này nữa. Không thành vấn đề, hiện tại ngươi phải đi về à? Dù sao cũng không thể ở lại được mà. Ninh Nghị cười cười, loại chuyện này cũng phải xử lý sớm một chút. Có muốn phò mã phái người đi cùng ngươi không? Ninh Nghị lắc đầu, không cần. Gia sự thì cứ cố gắng khống chế trong phạm vi xử lý của mình đi. Còn quan hệ khác thì có thể ép người, ta cũng sẽ dùng, nhưng không cần thiết phải thực sự đưa ra. Nếu phải thực sự đưa ra, sự tình sẽ càng phức tạp. Người biết chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, người trở về sẽ ăn nói như thế nào? À, chẳng lẽ Tô gia còn lợi hại hơn Lâu gia được sao? Có thể, dù sao ngươi cũng là kẻ ở rể. Ninh Nghị bật cười, tất cả mọi người đều cảm thấy ở rể phải thế này thế kia, nói thật nhé, cho đến tận bây giờ ta vẫn không thèm để ý. Hoặc là cũng vì muốn làm nhạt quan hệ với họ cho nên lúc trước mới không thích đi gặp gỡ, giao lưu. Không vấn đề, trên đời này vẫn là tình thế mạnh hơn người. Bọn họ nghĩ rằng ở rể là tình thế của ta, ta cũng nên một lần thực sự nói cho họ biết tình thế của họ là cái gì. Vốn nghĩ lần này chúng ta trở về. Ông cụ đã xử lý xong hết chuyện nhà rồi, bọn họ nên hết hy vọng, không ngờ vẫn đi đến bước này. Thủ hạ của Văn Nhân Bất Nhị dẫn ngựa tới, Ninh Nghị nói xong liền thở dài với vẻ cảm thán. Phòng 2, phòng 3 của Tô gia đã mấy lần náo động. Đến lần này sau khi hắn và Tô Đàn Nhi trở về nhà, lẽ ra sự tình đã phải bình ổn xong, đám người Tô Văn Hưng cũng nên nhận mệnh, không ngờ lại xảy ra sự việc thế này. Văn Nhân Bất Nhị nhíu mày nói. Rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Nếu có người chết hoặc chết nhiều người quá, không khống chế nổi thì sẽ tìm ngươi. Ninh Nghị nói rồi lắc đầu,
lên ngựa, tuy nhiên hẳn là sẽ không đến nước đó. Này, làm phiền ngươi. Qua giờ Thân, ánh mặt trời cũng dần lặn xuống đằng Tây, hoàng hôn buông xuống, cũng là thời khắc đẹp nhất trong ngày. Phía chân trời như hồ phách bị đốt đỏ, trong suốt đầy mỹ cảm. Ở sảnh chính Tô gia, tiếng trao đổi vẫn tiếp tục, không khí nghiêm trọng như tam đường hội thẩm. Sau khi Tô Văn Hưng kể lại, những người khác cũng được gọi đến để hỏi, lại hỏi cả những phụ nhân tham dự trong sự việc ngày hôm nay. Nhưng nói thực ra, mọi người đều khá tức giận, bởi vì thời gian đã trôi qua khá lâu. Ai cũng tưởng rằng Ninh Nghị sẽ trở về nhận lấy cái chết, vậy mà hắn lại còn ở lại bên ngoài tắm rửa, hoặc là bị dọa cho sợ không dám trở về. Mà bên phía Tô Bá Dung lại không hề có động tĩnh. Về phần Tô Đản Nhi, dường như tạm thời cũng không ai dám đi kinh động tới nàng. Nghe nói ở cửa tiểu viện bên kia, Tiểu Thiền và Quyên Nhi đứng chắn như môn thần, mặc kệ là ai đến đều từ chối khéo không cho vào. Giải thích, tam đường là ba ban ngành cao nhất trong lĩnh vực pháp luật, cùng phối hợp điều tra, thẩm tra, xử lý vụ án. Ở hiện đại là công an, kiểm sát, tòa án. Hết giải thích. Sau năm 221 trước công nguyên, thời điểm nước Tần tiêu diệt 6 nước, thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng thiết lập 3 chức quan trọng yếu là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, xưng là tam công. Thừa tướng quản lý chính vụ, thái úy quản lý quân vụ, ngự sử đại phu quản lý giám sát. Đến thời Hán, bộ môn giám sát gọi là ngự sử đài, người đứng đầu là ngự sử đại phu. Đến thời Đường thì phân chia chi tiết hơn, gồm có hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự. Đến thời Minh, ngự sử đài đổi tên thành đô sát viện, cùng với hình bộ, ngự sử đài gọi là tam pháp ti. Từ đó có cách nói tam ti hội thẩm hoặc gọi chung cho tất cả các đời là tam đường hội thẩm. Tô Bá Dung không xuất hiện lúc này có lẽ thể hiện sự đa mưu túc trí. Khi tình hình đã hoàn toàn nghiêng về một bên, ông ta cũng không có biện pháp ra mặt chống đỡ cho Ninh Nghị. Hơn nữa đối với chuyện thế này, về tình về lý ông ta đều không muốn ủng hộ Ninh Nghị. Thà rằng cứ để xem Ninh Nghị có thể tìm ra biện pháp lật ngược tình thế hay tìm được ẩn tình gì khác hay không. Nếu Ninh Nghị thật sự không trở lại, có lẽ mọi người sẽ dần dần giảm nhiệt. Nhưng đây cũng chính là điều Tô Văn Hưng chờ mong, bởi vì như vậy căn bản đã xác thực tội danh của Ninh Nghị. Mặc kệ hắn trở về lúc nào đều không thể lật ngược được tình thế. Nhưng dù sao Ninh Nghị cũng đã trở lại. Hết giờ Thân sang giờ Dậu, Ninh Nghị dẫn ngựa xuất hiện tại mặt đường cửa chính Tô Phủ. Hắn đã thay bộ quần áo mới, cũng không phải bộ áo dài thư sinh khiêm tốn, e rẻ lúc trước mà là một bộ áo dài trắng trông tuấn tú hơn hẳn. Là kiểu trang phục tương đối phổ biến ở triều Vũ, nhưng không giống trang phục thư sinh mà ngược lại giống trang phục hiệp sĩ hơn. Hộ viện ở cửa lập tức bị kinh động, có người chạy vội vào báo tin. Mấy người hộ viện còn lại đang không biết phải đưa hắn tới sảnh chính như thế nào thì hắn đã đưa ngựa cho người bên cạnh. Đám hộ viện và quản sự phụ trách áp giải người ở đây đương nhiên đều là người của phòng thứ hai. Vốn chúng đều đang định ra vẻ hung hăng, muốn chèn ép kẻ ở rể Ninh Nghị nhưng đều bị khí thế thong dong này áp đảo. Nếu là mấy tên hộ viện của phòng lớn từng đi theo Ninh Nghị ở Hàng Châu, sợ rằng lúc này sẽ không dám đối mặt với hắn như vậy. Ninh Nghị chỉ hỏi một câu đơn giản, Ngũ Thiếu ở đâu? Ta có việc tìm y. Quản sự ở bên cạnh trả lời theo bản năng, y cũng ở sảnh chính bên kia. Tiếp đó gã gần như muốn tự vả vào miệng mình, vì sao lại nhắc tới chữ cũng chứ? Ninh Nghị gật đầu, nói, vậy chúng ta đi tới đó. Khoảng cách từ cửa chính đi tới sảnh chính thực ra cũng không xa, mọi người tụ tập bên kia cũng có thể nhìn thấy được bên này. Lúc này, đám người đang ồn ào nói chuyện bên kia đã biến thành thì thầm nói chuyện. Đám người Tô Trọng Kham ở trong sảnh đường hung tợn nhìn ra ngoài. Ninh Nghị thì vẻ mặt không hề có chút gì hung ác mà chỉ thong dong đi tới. Khi đi qua đám người, nhìn thấy Tô Văn Định, Tô Văn Phương còn mỉm cười với họ. Khi đi qua cửa, hắn mới giơ tay lên chỉnh lại ống tay áo. Người tên xúc sinh này, người rốt cục, Văn Hưng đâu? Tô Trọng Kham rốt cục cũng đã từng trải. Tuy không rõ vì sao Ninh Nghị lại như vậy nhưng cũng có thể nhìn ra được khí thế của hắn lúc này đã chèn ép được mọi người. Đây là do những sự việc hắn đã làm ở Tô gia tích lũy lâu dài cho tới nay tạo thành áp lực như vậy.
Y lập tức muốn mở miệng trước nhưng Ninh Nghị cũng đã nói, càng không thèm nhìn y mà chỉ chỉnh sửa lại ống tay áo. Hôm nay có đông đủ thân bằng, trưởng bối ở đây, sao có thể tha thứ cho người Dương Oai? Tô Văn Hưng đâu? Ninh Nghị dừng chân lại trước cái ghế đầu tiên, cười nhìn xung quanh, lại hỏi tiếp một câu. Lúc này Tô Văn Hưng cũng xuất hiện từ phía bên kia, ta đang ở đây. Người muốn Dương Oai trước mặt nhiều vị thúc bá, bể trên như vậy phải không? Mặc dù có chút ngoài mạnh trong yếu nhưng dù sao ngay câu đầu tiên, Tô Văn Hưng vẫn có thể ổn định cảm xúc. Ninh Nghị gật đầu, được đấy, người lại đây. Hắn cầm lấy lưng chiếc ghế dựa bên cạnh, đem nó tới giữa phòng. Ta không đến thì sao? Ngươi là thằng điên. Ninh Nghị, rốt cục ngươi muốn làm gì ở đây? Ngươi quỳ xuống cho ta. Cũng đúng, không có việc gì. Ninh Nghị kéo ghế dựa. Đại khái mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ ném Tô Văn Hưng nhưng việc đó lại không hề phát sinh. Hắn chuyển chiếc ghế qua mấy chỗ, sau đó thả phịch một tiếng ở giữa phòng. Tiếng động cũng lập tức cắt đứt những tiếng kêu gào, khiến trong phòng được im lặng trong chốc lát. Chiếc ghế nghiêng đi, cũng không để thẳng. Ninh Nghị vỗ vỗ vào lưng ghế hai phát, cúi đầu thoáng suy nghĩ rồi mở miệng nói. Năm ngoái, khi vừa mới biết việc Hoàng Thương, Ô Gia trúng kế, không thể không nhận thức tài năng, có người hỏi ta một vấn đề rất ngu xuẩn. Các bạn đang nghe truyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 324, Gia Sự 2. Vừa nói chuyện, hắn vừa chậm rãi xoay cái ghế dựa nửa vòng rồi ngồi xuống. Bị mọi người nhìn chăm chú, giống như tam đường hội thẩm hoặc là trong cục diện bị một đám người vây xem. Nếu là người bình thường chỉ sợ tuyệt đối không lựa chọn ngồi một chỗ như vậy. Nhưng khi Ninh Nghị mở miệng nói về chuyện Ô Gia, mọi người vẫn dòng hết tai lên để nghe. Dù sao đây cũng là cục diện nguy hiểm nhất trong những năm gần đây mà Tô Gia gặp phải. Cũng là một lần rõ ràng nhất mà Ninh Nghị thể hiện sự sắc bén của mình ở Tô Gia, ít nhất là trong phạm vi mọi người có thể tiếp xúc. Ninh Nghị ngồi đó như đang đối mặt với toàn bộ thế giới, nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc khi quét đến trên mặt Tô Văn Hưng với dừng lại. Hắn hơi lắc đầu, nở một nụ cười châm chọc. Họ hỏi ta, nếu Ô Gia đoàn kết lại, thà rằng chịu mạo hiểm chết hết cả nhà cũng không để cho Tô Gia chúng ta chiếm tiện nghi, ta phải làm thế nào? Trong phòng lớn, Ninh Nghị nói ra vấn đề này tuy rằng khiến nhiều người ở đây không hiểu ra sao cả, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đây cũng được cho là lớn tiếng dọa người. Sinh ra trong nhà thương nhân, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có một phần hứng thú đối với việc làm ăn buôn bán. Lúc đó, sau khi sự kiện Hoàng Thương bị vạch trần, mọi người cũng không tránh khỏi tự đặt bản thân mình vào trong cuộc. Giả tưởng nếu mình ở vị trí của Ninh Nghị thì như thế nào, hoặc là giả tưởng nếu mình ở phía đối lập với Ninh Nghị thì như thế nào. Giả tưởng như vậy luôn không cần phải chịu trách nhiệm. Thậm chí đối với một số người trong Tô Gia, trong tình huống lúc trước, nếu Ô Gia có thể hơi chống đỡ mọi việc đều có thể tìm được phương pháp phá vỡ cục diện. Dù sao nghe nói nguy hiểm xét nhà diệt tộc đúng là rất đáng sợ nhưng tỷ lệ cũng không lớn. Vậy mà Ô Gia không ngờ lại thỏa hiệp, chỉ có thể chứng minh rằng Ô Gia không có tinh thần tiến thủ giao tranh. Sự việc này còn cái gì nữa chứ? Ngay cả một kẻ ở rể đều có thể tranh đấu được ăn cả ngã về không đến mức này, Ô Gia thì ngay cả chút cả gan đều không có. Nếu để hắn may mắn lật ngược tình thế, thực sự không biết bọn họ làm sao mà trụ nổi ở vị trí đứng đầu ngành vải. Từ một trình độ nào đó, mọi người đương nhiên đều có ý nghĩ rằng Ninh Nghị còn có hậu chiêu. Những hậu chiêu này phần lớn đều tàn nhẫn, độc ác, trong lòng mọi người cũng đều tự tưởng tượng rất nhiều. Bởi vậy khi Ninh Nghị đặt ra vấn đề này, không ít người đều muốn nghe được đáp án, đều trao đổi ánh mắt hoặc châu đầu ghé tai. Đám người Tô Văn Hưng đương nhiên không muốn hắn chuyển đề tài, liền quát lên, Ninh Lập Hằng, ngươi đừng có mà đánh trống lảng. Hôm nay nói chuyện chính là việc ngươi và ả Nhiếp Vân Trúc. Chư vị, nhị tỷ vừa mới sinh em bé xong. Tô Trọng Kham cũng nói, đừng có làm trò cười. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay sẽ thi hành gia pháp ở đây. Ngươi có lợi hại đến mấy ở bên ngoài thì cũng không làm được gì ở đây cả. Rất nhiều người ở phòng 2.
phòng ba đều bắt đầu la hét ồn ào hẳn lên. Ninh Nghị ngồi đó nhìn bốn phía, mỉm cười nói, ngươi nhìn kìa, bọn họ thật đúng là muốn. Các ngươi câm miệng cho ta. Hắn đột nhiên gầm lên mãnh liệt, sau đó lại mỉm cười, đều là một chuyện, nhị thúc, đều là một chuyện. Ông xem, bọn họ đúng là muốn. Ha ha ha, ông có muốn không? Còn có Văn Hưng, người thì sao? Người có muốn không? Các ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi. Tiếng nói xung quanh vẫn ồn ào như trước, mặc dù có một số kẻ muốn quấy rầy không cho hắn nói, nhưng khi hắn nói ra vẫn có một số người lắng nghe. Ninh Nghị tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi, ánh mắt rõ ràng có chút chán ghét, tiếp đó nói từng chữ một, các ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của mình. Đi, Ô gia cũng thế, Tiết gia cũng thế, Lâu gia cũng thế, mà các ngươi cũng thế. Đều là cái gì chứ? Ninh Nghị, ngươi làm càn. Đánh cuộc mạng với người khác à? Chỉ những người như các ngươi sao? Người như Ô gia vì sao lại như vậy? Không phải các ngươi đều đã làm xong hết những việc giúp đỡ ta rồi chứ? Hôm nay là chuyện gì? Các ngươi đứng ở đây cả mấy chục, hơn trăm người, có ai mà không hiểu rõ trong lòng chứ? Hiện tại đang làm gì thế? Hồng Môn Yến à? Tam Đường Hội Thẩm à? Chỉ các ngươi sao? Một đám khốn khiếp các ngươi đang làm những chuyện xấu xa, ghê tởm này sao? Khi chống lại người ngoài thì các ngươi đều giống như gà, chỉ khi chống lại người trong nhà thì các ngươi lại như chó săn. Các ngươi không hề có ý chí tiến thủ, chỉ sau khi nữ nhân phòng lớn như đàn nhi chiến đấu được một khối địa bàn trở về thì các ngươi đều cảm thấy đương nhiên phải chia cho các ngươi một khối. Ngươi, còn ngươi nữa. Ninh Nghị đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay chỉ mặt từng người từ Tô Trọng Kham trở đi. Đám người các ngươi còn không bằng phân chó. Tô Văn Hưng, ngươi lại đây cho ta. Ngươi tới nói xem ngươi có thể làm gì. Quá làm càn, bắt lại cho ta. Không ngờ hắn lại dám nói những lời như vậy. Trong hai vị lão nhân ngồi trên cũng có người ngồi không yên. Tô Trọng Kham lớn tiếng kêu lên, khiến gia đình tới bắt Ninh Nghị. Ninh Nghị rút ngay chiến đao ra chém thẳng lên bàn trà. Lưỡi đao ngập vào hơn nửa, xuyên hẳn xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm vào hai gã hộ viện đang định xông tới. Hai gã hộ viện lập tức không dám lao tới nữa. Tô Trọng Kham tức giận đến mức ngón tay run rẩy. Ngươi tạo phản. Ninh Nghị quay lại, chậm rãi ngồi xuống, một tay đặt trên đầu gối. Ta nói cho các ngươi biết các ngươi có thể làm gì. Các ngươi được việc không đủ nhưng bại sự thì có thừa. Nhìn thấy có lợi sẽ đến đòi chia một chén canh. Khi chia thiếu, trong lòng các ngươi liền tức giận. Khi Đàn Nhi và ta lên kế hoạch đối phó với Tiết gia, Ô gia, các ngươi chỉ nghĩ đến việc đối phó với Đàn Nhi như thế nào. Bởi vì các ngươi biết, các ngươi không thể làm nổi bất cứ chuyện gì, nhưng ít ra cũng có thể quấy rối người nhà mình. Các ngươi không làm được việc nhưng lại có thể làm hỏng việc. Các ngươi giống như giỏi bọ, cũng giống như tên ăn mày chặn ở cửa đám cưới. Nếu không cho các ngươi tiền thì các ngươi sẽ tự đập vào đầu mình, khiến cho việc vui của nhà người ta cũng không thể thoải mái được. Các ngươi chính là người như thế. Tô Văn Hưng, ngươi vì sao không dám đi tới? Ngươi sợ ta đánh ngươi à? Vậy ngươi trốn ở bên kia tính là cái gì? Ngươi biết Lâu Cận Lâm chứ? Trước kia y cũng từng lui tới với Tô gia. Khi Phương Lạp tạo phản, y liền quy thuận Phương Lạp, thành thương gia đệ nhất ở Hàng Châu lúc đó, vơ vét võ lâm nhân sĩ, nuôi dưỡng gia nô. Vào lúc sắp Tết năm ngoái, y bắt Đàn Nhi. Không đến một canh giờ sau, ở trong nhà y, cũng ở một nơi giống như thế này, ngay trước mặt mọi người nhà y, ta đánh chết con trai trưởng của y, một súng bắn nổ đầu y. Ninh Nghị vỗ vỗ lên tay ghế dựa, lúc đó y còn đứng xa hơn nhiều so với ngươi. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tuy rằng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết đại khái sự tình khi Ninh Nghị ở Hàng Châu, nhưng có một số chi tiết tỉ mỉ thì đám người Tô Đàn Nhi vẫn không tiết lộ nhiều ra bên ngoài. Đương nhiên, cho dù người có hung ác mấy thì cũng không đến mức làm ra những việc ác độc trong nhà mình. Mọi người vẫn còn đang khiếp sợ thì Ninh Nghị lại xoa tay, nhẹ nhàng nói, lại đây nào. Dưới tình huống như vậy, bất kể ta làm gì ngươi, mọi người đều sẽ có cảm quan bất lợi đối với ta. Đám người các ngươi đều không phải tự xưng là thiên tài hơn người sao? Nếu là ta, sẽ liều lĩnh châm ngòi khiêu khích ta,
khiến ta mất đi khống chế. Lúc đó, tất cả những gì các ngươi muốn làm đều trở nên quang minh chính đại. Đám người các ngươi có người nào mà không giống nhau chứ? Để có thể thành công vậy mà chịu đau một chút cũng sợ, lại có thể dõng dạc đàm luận việc liều chết với người khác. Hiện tại trở lại mở đầu. Các ngươi biết nếu họ muốn liều mạng thì chúng ta có thể làm gì không? Ta nói cho các ngươi, chỉ cần còn một đường hy vọng, nhiều hơn 100 người, bọn họ sẽ không thể liều mạng được. Bởi vì loại người rác rưởi, thành sự không đủ mà bại sự có thừa như các ngươi ở nhà nào cũng có. Có người xung phong ở phía trước thì nhất định có người như các ngươi ở phía sau cản trở. Hiện tại ta nói như vậy, tất cả mọi người đều nghe hiểu cả chứ. Hắn nói xong, mọi người ngược lại đều ít nhiều bình tĩnh lại. Đương nhiên là không ai có cùng suy nghĩ với hắn. Xung quanh có người nhỏ giọng chửi rủa. Tô Vân Phương vẫn đứng ở bên cạnh giơ tay lên chỉ vào hắn, nói gằn từng chữ, hiện tại chúng ta không nói chuyện này. Chuyện này quan hệ gì với việc ngươi nuôi nữ nhân ở bên ngoài chứ? Y bình tĩnh quan sát, lúc này rốt cục kéo đề tài trở lại, như cười như không nhìn Ninh Nghị. Ninh Nghị cũng cười cười, ta còn tưởng chuyện gì chứ? Tam Thúc, Tô Văn Hưng, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Ngươi có dám thì thả đi, ai biết ngươi có điên hay không? Tô Văn Hưng còn muốn dãy dụa một chút, Tô Trọng Kham ở bên kia quát, Văn Hưng, con đi sang đi. Ta muốn nhìn một chút xem rốt cục hắn có thể làm gì. Lão cũng đã ý thức được rằng nếu Tô Văn Hưng cứ sợ hãi, rụt rè như vậy thì có vẻ rất yếu thế. Trong tình cảnh thế này, Ninh Nghị dám làm bộ như vậy, chẳng lẽ dám thật sự động thủ sao? Có phụ thân làm chỗ dựa, Tô Văn Hưng cắn răng, ưỡn ngực lên, đột nhiên đi ra, ta xem người có thể. Sau đó y nhìn thấy ánh mắt Ninh Nghị. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 325 Gia Sự 3. Khi y đi ra, Ninh Nghị cũng đã tươi cười, chống lấy chiếc ghế dựa đứng lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn, nụ cười đó liền kết hợp với một đôi mắt lạnh lùng, băng giá. Ngay sau đó, khi gần như tất cả mọi người không có phản ứng, Ninh Nghị đã làm một việc mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn không thể làm. Chiếc ghế dựa được Ninh Nghị ra sức vung lên, nện thẳng xuống đầu Tô Văn Hưng. Ầm ầm, Tô Văn Hưng chi kịp giơ tay gấp gáp lên cản lại một chút. Máu tươi phụt ra, mảnh ghế vờ tung bay đầy trời. Thân thể Tô Văn Hưng bị đánh bay đụng vào cây cột phía sau, tới tận chỗ hai tên hộ viện định xông lên khi nãy. Vốn đi theo sau, Tô Văn Hưng cũng có hai nam tử xấp xi cùng tuổi nhưng đều bị dọa cho sợ hãi lảo đảo lui về phía sau. Ninh Nghị đã bước tới gần y, một tên hộ viện giơ tay định nắm lấy áo hắn nhưng Ninh Nghị đã nhắm vào đầu gối của Tô Văn Hưng, nghiêng người dầm xuống một nhát. Rắc, chân y bị vặn vẹo biến hình, lòi cả xương ra, gãy làm đôi. Ngươi vẫn thật sự dám đến. Ninh Nghị cầm lấy chiếc ghế dựa nhưng đúng là dùng để đánh Tô Văn Hưng. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Có người nhào lên, có người thét lên chói tai. Máu tươi và tiếng kêu thét đau đớn của Tô Văn Hưng xen lẫn trong tiếng hò hét hỗn loạn. Hai tên hộ viện đã quấn lấy Ninh Nghị nhưng lập tức thanh đao cắm ở bàn trà bị Ninh Nghị cầm lên, nện thẳng xuống lưng một tên khiến gã văng vào tường. Tình hình liền an tĩnh trong chốc lát. Ninh Nghị tay cầm chiến đao, dùng sống đao đánh cho một tên hộ vệ khác lăn ra ngoài. Thấy hắn đã cầm đao với tư thế muốn giết người, mọi người Tô gia không ai dám tiến lên. Ninh Nghị cầm một cái ghế thả xuống trước người Tô Văn Hưng, ngồi đó nhìn tình trạng thê thảm toàn thân đẫm máu của Tô Văn Hưng. Đám người Tô Trọng Kham vây quanh phía sau, Tô Văn Hưng nói, người muốn làm gì? Lúc này càng nhiều hộ viện, gia đình cũng đều tụ tập vào trong. Có người hô lên, giết người rồi, giết người rồi. Tô Vân Phương quát lên, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Ninh Nghị cùi xuống nhìn Tô Văn Hưng, cùng không biết Tô Văn Hưng còn có bao nhiêu ý thức, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Lần trước tiếp xúc với ngươi, rốt cục là người của Tô gia hay là người của Ô gia, hay là cả hai nhà đều có. Ngươi nói hay là để ta nói? Tô Vân Phương nói, từ đầu tới đuôi, ngươi đều khống chế non nói. Nếu ta tính không sai, Nhiếp cô nương vẫn còn là xử nữ. Ninh Nghị nhìn chằm chằm vào Tô Vân Phương.
Những lời này như thể chợt nói nhưng toàn bộ mọi người trong phòng đều nghe được rất rõ. Một sự im lặng kỳ dị buông xuống. Sau lưng nàng có chỗ dựa, có ta, có Thành Quốc công chủ phủ, có hữu tướng tức là hữu thừa tướng Tần Tự Nguyên. Việc làm hôm nay của các ngươi, nếu nàng thật sự muốn truy cứu, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đám nữ nhân kia, kể cả các ngươi nữa, tóm vào nhốt trong đại lao. 8 lần, Ninh Nghị cầm lấy một thứ, đập vào mặt Tô Văn Hưng đang nằm dưới đất. Thứ đó lăn mấy cái trong vũng máu, chính là một tấm mộc bài khách khanh phủ Khang Vương. Tuy nhiên điểm này cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn nói chuyện với các ngươi xem đám rác rưởi các ngươi rốt cục đang làm cái gì. Trong tất cả những chuyện xảy ra, khiến mọi người bị chấn động nhất có lẽ không phải việc Ninh Nghị đột nhiên nổi khùng mà là câu nói bất ngờ của hắn nhiếp cô nương vẫn còn là xử nữ. Những lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều lập tức có cảm giác không tốt, giống như thể bỗng nhiên phát hiện mình bị mắc bẫy. Chuyện này ngay từ đầu đã huyên náo khá lớn. Hơn 20 phụ nhân khóc sướt mướt trở về, nói Ninh Nghị phát rồ. Họ đi ra đánh nữ nhân mà hắn bao nuôi ở ngoài, không ngờ hắn lại nối khùng lên đánh mọi người. Đương nhiên, nếu đó không phải là nữ nhân của hắn, sao hắn phải đánh người chứ? Mà từ đó về sau, mọi người đều nhao nhao ồn ào, lại có Tô Văn Hưng thêm dầu vào lửa. Trong lòng mọi người đều nghĩ sau khi Ninh Nghị thì sẽ ăn nói như thế nào. Sau khi trở về, Ninh Nghị có thái độ cứng rắn, mạnh mẽ, dường như cũng có chút thẹn quá thành giận, không ngừng lái câu chuyện sang hướng mâu thuẫn trong nhà. Nếu không phải khó nói về vấn đề nữ nhân kia, sao hắn phải khổ như vậy? Nếu lúc này ở đây không phải Ninh Nghị mà là con cháu khác của Tô gia, ngay từ đầu đã thể hiện thái độ cứng rắn. Mạnh mẽ như vậy, sợ rằng sẽ bị Tô Trọng Kham kêu hộ viện túm lấy đánh một trận. Lúc này gia pháp mọi nhà đều như vậy, dám kêu gào trước mặt bề trên là không được. Nhưng dù sao Ninh Nghị cũng có thanh thế lớn ở Tô gia, sau khi thể hiện khí thế, trong thời gian ngắn, người khác cũng không thể không nghe xem rốt cục hắn sẽ nói gì. Dù sao thì vũ lực của hộ viện cũng không thể bắt được hắn. Mà cho đến khi hắn nói ra câu nói đó, mọi người mới cẩn thận suy xét lại một chút. Chẳng lẽ chuyện này là giả sao? Nếu là giả thì nên làm gì bây giờ? Loại phán đoán này cũng không có nhiều tiêu chuẩn đánh giá lắm. Nếu nhà bình thường xảy ra sự việc như thế này, chắc chắn nhất đương nhiên là trên tay nhà trai có văn khế bán mình của nữ tử. Thời đại này đã không còn nô lệ gì đó nữa, cho dù là người hầu đã ký văn tự bán mình nhưng nếu bị giết chết thì cũng là một việc rất phiền toái. Nhưng nếu là nữ tử thanh lâu, phát sinh loại tranh cãi này, cho dù thực sự đánh chết người, bình thường quan phủ cũng sẽ không tham gia, những kẻ thủ phạm cũng chỉ tùy tiện bồi thường tiện là xong việc. Nếu không có văn tự bán mình thì thủ phạm sẽ bị bắt ngay lập tức. Đây là vấn đề phong tục của địa phương, bởi vậy vấn đề chết người cũng không lớn. Nhưng nếu không phải hai tình huống này, người bị hại cùng không phải là người không có chỗ dựa, mặc kệ cho người bắt nạt, vậy thì kết quả là phải so sánh chỗ dựa của hai bên. Hôm nay xảy ra chuyện thế này, đánh đập, xé rách quần áo người ta ngay ngoài đường, người bị hại chỉ cần có người là có thể trực tiếp đánh thẳng đến cửa nhà Tô gia. Cho dù nếu chẳng may trong lúc xung đột đánh chết người thì người ta cũng vẫn đứng ở phía có lý. Thậm chí nếu náo đến quan phủ hay là đến tận điện Kim Loan, chỉ cần xác nhận vị nhiếp cô nương kia vẫn còn nguyên vẹn thì tình huống sẽ lập tức nghiêng về một phía. Mặt khác, Ninh Nghị quen biết vị nhiếp cô nương kia, thậm chí còn tự xưng là chỗ dựa của nàng gì gì đó cũng là chuyện bình thường. Tài tử giai nhân giao tiếp qua lại với nhau, vị nhiếp cô nương kia ngưỡng mộ tài học của hắn. Hắn thì tôn trọng tính cách cao thượng của nàng, dù có tình cảm nhưng vẫn giữ lễ, vậy thì sẽ trở thành một giai thoại của năm nay. Văn nhân tài tử hay xã hội thượng lưu đều ca ngợi những thứ như vậy. Quan trọng nhất là hai người không giao lưu thân thể mà chứng cớ cốt yếu nhất chính là nhiếp cô nương vẫn còn nguyên vẹn. Đương nhiên, dường như bên phía Tô Văn Hưng không có chứng cớ. Bên phía Ninh Nghị đương nhiên cũng không có cách nào để chứng minh ngay tại chỗ rằng hẳn và nhiếp cô nương không có quan hệ hạ lưu nào. Việc duy nhất phát sinh lúc này chính là Ninh Nghị dám đánh người ngay trước mặt các bậc bể trên trong nhà ở ngay trong sảnh chính. Lập tức Tô Trọng Kham có phản ứng, cắn răng nói, hiện tại đương nhiên không ai có thể chứng minh người cấu kết với nhiếp cô nương.
Nhưng ngươi có chứng cớ gì nói việc này liên quan tới Văn Hưng chứ? Ngươi dám hành hung trước mặt nhiều người như vậy, với thân phận ở rể của ngươi, ta có thể lập tức đem ngươi tới quan phủ, ngươi biết không? Y vừa nói vậy, người của phòng 2, phòng 3 xung quanh đều ồn ào hẳn lên. Có người hô bắt hắn, hô đánh hắn, xử lý theo gia pháp, vân vân. Ninh Nghị nhìn quanh cười cười, nói, các ngươi còn tưởng ta chỉ nói vậy thôi à? Những gì ta vừa nói, các ngươi chẳng ai hiểu gì phải không? Hắn còn chưa nói xong, đại phu trong nhà cũng đã đến, đang định ngồi xuống bên cạnh Tô Văn Hưng chợt nghe ầm một tiếng đinh tai nhức óc. Đai an toàn trên hòm thuốc của đại phu bị đánh gãy, hòm thuốc văng ra thật xa. Đại phu bị dọa cho ngơ ngẩn cả người. Cùng lúc đó, một tiếng thét thảm thiết lại vang lên. Tô Văn Hưng vốn đang kêu khóc dưới đất bỗng nhiên bị Ninh Nghị đá một phát vào đùi, cả người lăn đi nửa vòng. Hai tiếng động này lập tức khiến những tiếng la hét ầm ĩ trong phòng tắt ngay. Ninh Nghị cầm súng trong tay chĩa vào đại phu, họng súng vẫn còn bốc khói nhẹ. Một lát sau, Ninh Nghị mói hạ súng xuống, xung quanh đà an tĩnh trở lại. Hắn nói giọng không lớn nhưng rõ ràng từng chữ một, có chết hay không ta mặc kệ, chân nhất định phải gãy. Người xem rồi xử lý đi. Đại phu còn đang thất thần, Tô Trọng Kham đã gầm lên một tiếng, chạy ra phía sau, rút một cây cương đao trên tay một tên hộ viện, ta giết ngươi. Tô Vân Phương đẩy đại phu kia, mau cứu người đi. Ninh Nghị ở bên này lùi lại một bước, ngồi xuống ghế, nhìn Tô Trọng Kham đang định xông lên, nói, nhị thúc, ông tốt nhất hãy nghe ta nói xong hết, đến lúc đó muốn giết hay muốn chém, ta đều hầu tiếp. Tô Trọng Kham làm sao đồng ý bỏ qua như vậy chứ, đang định xông lên thì bị Tô Vân Phương giữ chặt lại, tên này thực sự dám làm đó, ông không thấy sao? Dù sao bọn họ đều không hiểu biết về Ninh Nghị sâu sắc như Tô Đàn Nhi. Từ trước tới giờ, Ninh Nghị vẫn luôn duy trì sự ôn hòa bề ngoài, nhưng khi đổi địch thì rất tàn nhẫn. Lúc này hắn cũng không phải loại người khi rời khỏi Tô gia thì trở thành hai bàn tay trắng mà chỗ dựa của hắn đã rất sâu rồi. Nếu bây giờ mà Tô Trọng Kham chém giết, đánh nhau với hắn, mặc kệ là ai bị thương, sau này sợ rằng Ninh Nghị và Tô gia sẽ trở thành cục diện không chết không ngừng. Dù sao Tô Vân Phương vẫn còn chút lý trí, chỉ cần Ninh Nghị vẫn còn là người của Tô gia thì rất nhiều sự việc vẫn có thể dùng quy củ để xử lý hắn. Nếu hắn thật sự rời khỏi Tô gia, tuy rằng nhất thời sẽ bị khiển trách nhưng sợ rằng Tô gia chưa chắc đã đấu nổi hắn. Bị ngăn lại, Tô Trọng Kham không thể tiến lên được. Đại phu thì luống cuống chân tay, nhặt hòm thuốc đi tới chăm sóc cho Tô Vãn Hưng. Ninh Nghị cúi đầu thu súng lại, tiếp đó thu đao, ngẫm nghĩ một chút rồi đứng lên, ta thật sự hơi phiền lòng đối với việc làm này của các ngươi. Hắn nói cũng không cao giọng, như thể tự nói với bản thân nhưng tiếp đó lại nói với những người xung quanh, nửa đầu năm trước xử lý chuyện Ô gia, nửa năm sau đi Hàng Châu, sau đó Hàng Châu gặp phải thảm họa chiến tranh, có tin chuyện về rằng ta và Đàn Nhi không trở về được nữa. Đám người các ngươi liền tự cho là thấy được cơ hội, bắt đầu đục khoét kinh doanh của phòng lớn, chiếm tiện nghi của phòng lớn. Tất cả những việc này của các ngươi, mọi người đều thấy cả. Thậm chí Ô gia, Tiết gia còn giúp đỡ các ngươi trong chuyện này. Tuy rằng kinh doanh của Tô gia suy giảm nhưng các ngươi đều rất đắc ý. Dù sao các ngươi đều kiếm được nhiều hơn trước, Ninh Nghị, người bớt. Ninh Nghị còn chưa nói dứt lời đã có người đứng dậy chen mồm vào. Ninh Nghị đột nhiên nhìn sang nói, Tô Văn Quý, người nói nữa ta đánh gãy chân của ngươi. Tô Văn Quý trừng mắt nhìn một lát nhưng rốt cục vẫn không dám nói gì nữa. Ninh Nghị lại đảo mắt qua người của phòng lớn, các ngươi làm những việc đó, nhạc phụ của ta, còn cả lão gia tử nữa, đều nhìn thấy hết. Lúc ấy không nói gì là vì sợ ta và Đàn Nhi thực sự chết ở Hàng Châu. Nhưng nếu ta và Đàn Nhi đã trở lại, vậy phải bắt đầu thanh toán sự tình. Những gì các ngươi đã ăn, giờ phải nôn hết ra. Nói thật, cho dù có nôn ra một phần, so với khi ta và Đàn Nhi rời khỏi đây, các ngươi vẫn chiếm tiện nghi trong kinh doanh đấy. Dù sao cũng là người một nhà, Đàn Nhi cũng không lòng dạ nào bắt các ngươi phải nôn ra quá nhiều. Nhưng vẫn có người lòng tham quá lớn, muốn rắn nuốt voi, lại còn nghĩ rằng phòng lớn có lôi. Với các ngươi, đã ăn hết lợi ích của các ngươi. Các ngươi cũng thế, mà Tiết gia và Ô gia cũng thế, đều nghĩ rằng vấn đề là do phu thê chúng ta.
Muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ gốc rễ vấn đề, chính là xử lý chúng ta. Rất khéo léo, các ngươi tìm được ngay biện pháp. Việc của ta và Nhiếp cô nương, vừa lúc đàn nhi sinh con, mà việc thanh toán của ông cụ cũng bắt đầu. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Cụ thể là ai dẫn đầu, ai làm việc, các ngươi đều có thể thấy được. Thực sự là một đám thiên tài chó má. Ninh Nghị, người muốn nói ai thì cứ nói rõ ràng ra, đừng ngấm ngầm hại người ở đây. Nếu người không có chứng cớ, hôm nay ta chính là không có chứng cớ. Ta chỉnh là muốn ngấm ngầm hại người, bởi vì các ngươi đều là người tham dự, hoặc nhiều hoặc ít. Hôm nay ta không phải muốn chứng minh việc này cho các ngươi. Ta muốn nói cho các ngươi biết về sau sẽ thế nào. Ninh Nghị nhìn người vừa đi ra nói kia, tay vỗ lên bàn trà, cho nên tốt nhất ngươi hãy nghe ta nói hết. Đen giờ vẫn không thiếu những kẻ như các ngươi. Không dám đào thật thương thật để chiếm lấy những thứ từ bên ngoài mà chi đám bày mưu tính kế với người bên cạnh mình. Vì sao? Vì người nhà mình, người thân của mình sẽ không đánh chết mình. Các ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bắt nạt người hiền lành, sợ kẻ ác, được việc không đủ mà bại sự thì có thừa. Hôm nay, đám rác rưởi các ngươi chính là làm chuyện như vậy. Người khác chỉ có thể nén giận, còn ta thì khác. Ta ở rể, ta biết các ngươi chán ghét ta, từ trước tới giờ ta cũng khinh thường các ngươi. Cho nên lúc trước ta không muốn tham gia vào những việc trong nhà. Các ngươi muốn làm hỏng Tô gia như thế nào, đó cũng là chuyện của các ngươi. Bởi vì đàn nhi bị ốm nên ta mới xử lý tiếp việc hoàng thương. Ta chưa bao giờ để ý rằng năng lực của các ngươi rất có hạn. Nhà nào chẳng có những kẻ tầm thường chứ. Trước kia trong nhà thế lực không đủ, sau khi tóm được Ô gia thì kinh doanh sẽ tốt hơn lên. Phòng 2, phòng 3 các ngươi cũng có thể nhân cơ hội mà dựa thế. Nếu cảm thấy mình không thể kinh doanh thì các ngươi có thể du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ, làm câu đối. Thiếu tiền thì các ngươi có thể về nhà tìm đàn nhi xin tiền. Tô gia có tiền, các ngươi ra ngoài ôm kỹ nữ nghe chút nhạc, làm gì mà không được. Sợ rằng chi các ngươi mới không biết là mình không hề có năng lực. Tự xưng là lợi hại, lục đục với nhau, gây ra lỗi gì đều phải để người nhà đi ra xử lý. Khi chống lại người ngoài thì không nghĩ ra biện pháp gì, nhưng khi xong việc lại nghĩ rằng mình là người đưa ra biện pháp giải quyết. Ta và đàn nhi thì khác, ta ghẻ tởm nhất chính là loại chuyện như vậy. Hôm nay ta đánh gãy chân của y, không phải vì y làm chuyện gì, mà bởi vì y có ý tưởng làm những chuyện như vậy. Ninh Nghị lạnh lùng nói tiếp, trước kia ta không cần quan tâm tới thân phận ở rể. Đó là bởi vì ta căn bản không muốn giao tiếp với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi cảm thấy như vậy có thể bắt nạt ta hoặc chèn ép ta, vậy thì các ngươi đã lầm rồi. Hôm nay không phải là các ngươi đang chờ ta, mà là ta muốn tới đây nói chuyện rõ ràng với các ngươi. Ta ghét nhất là bị như thế này. Bị người trong nhà đâm dao từ sau lưng còn đáng ghê tởm hơn nhiều so với người ngoài. Nếu còn có lần sau, ta cam đoan y sẽ không chỉ bị đánh gãy một chân. Không lâu nữa ta sẽ lên kinh thành, cho nên hôm nay mới nói rõ ràng chuyện này với các ngươi. Các ngươi có thể ngẫm lại hoặc cũng có thể thử xem. Ninh Nghị cứ nói, đến khi nói xong thì xung quanh đã không còn thanh âm nào nữa. Hắn lại nói tiếp về phần thân phận. Nói đến đây, hắn lại không thể nói tiếp được nữa, bởi vì đột nhiên có tiếng xì xào khe khẽ vang lên. Từ cửa hông hình như có người đi đến. Mọi người bên đó tách ra thành một lối vào, hiện ra một bóng người. Tô Đản Nhi một tay chống vào khung cửa, sắc mặt tái nhợt. Đám người tiểu thiền cũng ở bên cạnh dìu nàng. Tô Đản Nhi nghiêng đầu, ánh mắt đầy lo lắng và một chút u sầu, nhìn mọi người xung quanh. Ninh Nghị vốn đang khí thế cực kỳ lạnh lùng, ác liệt, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt ấy liền nhún vai, nhíu mày, nói với tiểu thiền, sao các người? Tô Đản Nhi chậm rãi đi vào. Sau khi sinh nở, thân thể suy yếu, có lẽ là khi nghe được tin, nàng vội vàng đi tới đây nên hơi thở hơi phải cố sức. Sau khi đến đây, nàng cũng nhìn thấy Tô Văn Hưng đang nằm dưới đất liền bước tới mây bước. Mọi người có lẽ nghĩ rằng nàng muốn tới xem thương thế của đường đệ, nhưng Tô Đản Nhi chỉ nhìn một chút rồi đột nhiên thực hiện một hành động mà người ngoài không thể nào đoán trước được. Nàng cầm lấy cái ghế nện thẳng vào ngực Tô Văn Hưng. Tiếp đó Tô Đản Nhi lại quay đầu, vừa khóc nức nở vừa cầm lấy khay trà, ấm trà, chén trà, mâm đựng trái cây, vân vân.
rầm rầm ném về phía Tô Văn Hưng. Dù sao lúc này nàng cũng đang sức yểu, ném cũng không chính xác. Tiếp đó Ninh Nghị liền ôm lấy nàng, không cho nàng lộn xộn nữa. Huynh đừng đi, chúng ta về đi. Về rồi nói sau. Tô Đản Nhi đã trở thành như thế này, không ai còn dám nói gì nữa. Bất kể là ai, có lẽ có ý kiến đối với Ninh Nghị, nhưng từ trước đến giờ, phần lớn đều đã nhận thức Tô Đản Nhi chính là trụ cột tương lai của Tô gia. Ninh Nghị dìu Tô Đản Nhi đi về phía cửa hông. Khi họ sắp bước ra khỏi cửa, tiếng quải trượng vang lên từ một hướng khác. Tất cả mọi người bắt đầu chào. Tiếp đó là tiếng của Tô Dũ, có chút mệt mỏi, cũng có vài phần thở than. Ta vẫn luôn ở bên ngoài, xem hết việc này. Như vậy cũng tốt. Các ngươi suy ngẫm cho kỹ lời của Lập Hằng đi. Nếu Đản Nhi ngã xuống, các ngươi thực sự được gì tốt sao? Có một số việc, trong nhà cũng nên suy nghĩ một chút, học làm việc tốt đi. Nhưng có một số kẻ trời sinh đà không có tâm tính làm việc thì không. Cần phải cưỡng cầu nữa. Tùy tiện làm việc gì cũng được, còn tốt hơn so với kinh doanh. Cho dù muốn làm một kẻ phú quý nhàn rỗi, nhà ta cũng nuôi nổi người rất tốt. Ông nói xong thì đã đi tới gần giữa phòng. Một huynh đệ của ông nói, sự tình hôm nay, đúng là vẫn còn cần chứng cứ. Nếu không, Tô Dũ nhìn Tô Văn Hưng ở dưới đất, lạnh lùng lắc đầu với vẻ hơi mệt mỏi. Hôm nay rốt cục là có chuyện chó má gì chứ? Chẳng lẽ không có ai nhìn ra sao? Ông chống quải trượng đứng đó, lại ngoảnh đầu nói vọng sang bên kia. Lập Hằng à, về vị nhiếp cô nương kia, mấy ngày nữa cháu mời nàng đến nhà một chuyến. Để người trong nhà trực tiếp xin lỗi nàng. Đúng là gừng càng già càng cay. Ninh Nghị hơi ngẩn người rồi gật đầu. Dìu Tô Đản Nhi vẫn dán chặt trong lòng hắn rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 326 Gia Sự 4. Gió đêm thổi, đèn lồng loạng choạng dưới mái hiên. Gió cuối xuân không có cảm giác mát mẻ mà ấm áp khiến người ta thoải mái. Ninh Nghị mở cửa sổ phòng để cho không khí thổi vào phòng, sau đó múc thêm một bát canh cho thê tử uống. Chuyện lúc trước mới xảy ra trong chốc lát, trong bóng đêm, các căn phòng của Tô gia đều bị chấn động. Nhưng nàng cũng không vì chuyện này mà tra hỏi Ninh Nghị mà chỉ cúi đầu uống canh hoặc là dùng ánh mắt như sắp khóc để nhìn Ninh Nghị. Nhưng lúc đó hắn cũng không hiểu là rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì. Vị nhiếp cô nương kia đã quen biết từ rất lâu trước kia. Lúc đó cô ấy xe bán bánh trên một chiếc xe với lão Tần ở trong thành. Khang Phò Mã cũng biết cô ấy. Sau đó thì mở tiệm, cũng là do ta đưa ra chủ ý. Hai vợ chồng đại để chỉ nói chuyện đến đây. Chuyện này dù sao cũng càng giải thích càng phiền phức. Một lát sau Tiểu Thiền đưa đứa trẻ đang ôm đến để Đản Nhi cho bú sữa, cũng nhìn Ninh Nghị với ánh mắt phức tạp. Đứa bé bú được một nửa, có lẽ cảm nhận được tâm trạng của người lớn ở trong phòng liền khóc oe oe. Tiếng khóc này làm bầu không khí hòa hoãn lại, ba người thay nhau bế đứa bé dỗ dành, nó mới dần thôi khóc. Đặt ở trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nó hiện dưới ánh đèn, lặng lẽ và yên tĩnh chìm vào trong giấc ngủ. Đối với Ninh Nghị mà nói, chuyện này phát sinh làm hắn không kịp trở tay, nhưng tất cả cũng không phải không ý nghĩa. Lên kinh thành cũng được mà ở lại Giang Ninh cũng được. Trước sau gì cũng có một đám người trong nhà đã không có năng lực đồng thời thất bại có đủ đâm dao sau lưng, đều là hành vi mà hắn khó có thể chịu được. Đương nhiên, muốn nói hắn thật sự trở mặt trực tiếp quyết một phen sống mái với Tô gia, đương nhiên cũng là rất khó. Nhưng sớm hay muộn cũng phải có một lần cảnh cáo như vậy. Nếu lại có chuyện như thế xảy ra, hắn mới thực sự xuống tay được. Mà sau lần cảnh cáo này, những chuyện tương tự đúng là vẫn khó có khả năng giảm bớt, thậm chí ngăn chặn được. Dù sao nếu hắn thật sự tham dự vào tầng cao của đấu tranh chính trị mà lại có một đám ngu xuẩn phía sau như vậy, vậy căn bản là lấy tính mạng cả nhà ra đùa giỡn rồi. Mà ở trong chuyện này, lấy được lợi ích nhiều hơn, sợ rằng chính là Tô Dũ cùng với toàn bộ Tô gia. Nếu như biến Tô gia thành một xí nghiệp, đến lúc này, rõ ràng là đã là thời kỳ chuyển đổi hình thức rồi. Lúc trước vì tuyển người nối nghiệp mà để cho ba phòng làm theo ý mình, làm ra công trạng. Nhưng tới lúc này, quyền lực của ba phòng lại phân tán, rất bất lợi cho Tô Đản Nhi.
Trong thời gian này, ông cụ muốn đánh cho mấy thế lực không phục đàn nhi một trận, nhưng dù sao vẫn là trị ngọn mà không trị được gốc. Trong chuyện này, Tô Dũ chưa chắc đã hài lòng hoặc nói là tin tưởng Ninh Nghị vô điều kiện, nhưng lúc đó ông lại thấy được cơ hội tốt. Câu nói có những người không có tính lo chuyện thì đừng có miễn cưỡng họ vừa ra, chính là muốn hoàn toàn thu quyền lực của phòng 2 phòng 3 về tay Tô Đản Nhi. Lúc đó ông cụ quả thực rất quả quyết, trực tiếp ra quyết định, nói nhẹ nhàng mấy câu bâng quơ, nhưng đều là mượn sóng của Ninh Nghị để chủ động ra nói đề tài của mình. Dùng rượu tước binh quyền khiến cho Tô gia dao động, thực ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đòn cảnh cáo này của Ninh Nghị. Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà muốn vào để ủng hộ. Đây là ông cụ đã quản lý Tô gia nhiều năm, tích lũy được nhiều kiến thức chính trị. Mỗi gia đình nếu không có một người như vậy thì chỉ e sẽ chẳng duy trì được bao lâu, chứ đừng nói gì đến chuyện ra vẻ ta đây. Có Tô Dũ ở đó, Ninh Nghị cũng có chút yên tâm. Sau khi hắn lên kinh thành cũng không đến mức có người đâm dao sau lưng hắn. Bởi vậy ông cụ nhất định sẽ ngăn chặn tình thế nguy hiểm này cho cả nhà. Đương nhiên, cuối cùng ông vẫn nói với Ninh Nghị một câu, rõ ràng vẫn còn tỏ ra bất mãn với hắn nữa. Xin Nhiếp cô nương về nhà, giáp mặt xin lỗi. Sau khi hắn thừa nhận thân phận của Nhiếp cô nương, rất khó để từ chối. Nếu Ninh Nghị và Vân Trúc thực sự có mối quan hệ thì chuyện này lớn hóa nhỏ, thì Tô gia sẽ không có một chút chuyện nào. Vẫn còn nhiều mối quan hệ với bạn bè. Nếu Ninh Nghị và Vân Trúc cấu kết, sau khi xin lỗi cả nhà, Vân Trúc còn muốn vào Tô gia, tình huống này còn phức tạp hơn rất nhiều. Phòng 2, phòng 3 của Tô gia cũng không thể làm được chuyện này. Ông cụ chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, rồi hát hí khúc Liên Hoa Lạc Tướng Quân trước mặt Ninh Nghị. Đương nhiên, Tô Dũ cũng không thể ngờ được một chuyện là, ít nhất là tạm thời Ninh Nghị đã chính thức cân nhắc vẫn chưa cho Vân Trúc vào nhà. Bây giờ ta lấy Vân Trúc thì thế nào đây? Sáng sớm hôm sau chạy qua tiểu lâu đã bị Nguyên Cẩm Nhi chất vấn. Hắn cũng đã nói ra chuyện này. Chưa chắc Đản Nhi đã bắt nạt nàng, nhưng ở Tô gia nhất định sẽ bị khinh bỉ. Vào cửa sau, lại không có chỗ nào đi lại, muốn giải sầu hoặc nhắm mắt làm ngơ những người đó cũng không được. Nhưng... ở chỗ này ít ra cũng có cô chăm sóc nàng ấy. Như vậy thì... Lúc này Vân Trúc đã về phòng lấy đồ, Cẩm Nhi hếch cằm lên. Nhưng theo như người nói, lão gia gia trong nhà kia ghê gớm như vậy. Lúc Vân Trúc tỉ bước vào cửa có bị sỉ nhục hay không? Nếu không thì thôi không đi nữa, muốn xin lỗi thì để bọn họ chạy đến. Nếu vị lão gia gia kia để cho muội qua đó, mai muội sẽ đi. Cẩm Nhi nói còn chưa xong, Vân Trúc đã từ trong phòng đi ra, ngồi ở bậc thang giữa hai người. Váy của nàng thướt tha, dung sắc nhìn có hơi tiều tụy nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Tuy xế chiều hôm qua phải chịu một phen biến cố nhưng trong lòng Vân Trúc vẫn biết mình đuối lý. Ninh Nghị có thể thay nàng ra mặt như vậy, trong lòng nàng cũng khó mà hình dung được rốt cuộc là có cảm nhận như thế nào. Có khiếp sợ, có ấm áp, nói thẳng ra là trong lòng nàng vẫn cảm thấy mãn nguyện. Nàng chưa nói với Cẩm Nhi, nhưng cả buổi tối cứ lờ mờ nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến các chuyện có liên quan đến Ninh Nghị, nàng ôm chăn cả đêm không chợp mắt được, chờ mình luôn tục. Cẩm Nhi còn tưởng trong lòng nàng còn có điều uẩn khúc cũng không biết nên an ủi thế nào, vì thế mà thương cảm cả đêm. Với sự ung dung của Vân Trúc, lúc này Ninh Nghị cũng có chút không ngờ được, một lúc sau mới nói, ta còn nghĩ đã. Cẩm Nhi chống cằm lên đầu gối, sau đó nhìn ra xa, có người theo dõi chúng ta không? Quan hệ của bọn họ lúc này đã bại lộ, cũng không biết là có phải mỗi sáng sớm ba người đều chạm trán hay không. Sương sớm mênh mông mưa rơi lất phất, ba người ngồi trên bậc thang giống như trong một thế giới nhỏ vậy. Từ biệt Vân Trúc và Cẩm Nhi, trên đường về hắn gặp Văn Nhân Bất Nhị, lúc này đã cài tai mắt do phủ phò mã an bài trong Tô gia. Đối phương nhìn lướt một cái rồi giơ ngón tay kia lên. Ta nghe nói chuyện tối hôm qua, lợi hại, thoáng cái mà ngươi đã xử lý xong đám người nhà rồi. Tên Tô Văn Hưng kia bị ngươi đánh không chết chứ? Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn còn thuận thì giải quyết đi, sau này có thể sẽ phiền toái đấy. Văn Nhân Bất Nhị chật chật khen ngợi, tuy thoạt nhìn chuyện cũng không có gì. Người nắm tình hình trong nhà rất thấu đáo, người như người thích hợp đến mật trinh ti chúng ta làm thám thính tình báo đấy. Hai người tản bộ trên bờ sông Tần Hoài, Ninh Nghị quay đầu dò hỏi, có chuyện này có thể giúp ta điều tra chút được không?
điều tra cái gì? Chuyện này rốt cuộc là người nào làm? Sau lưng Ô Gia vẫn là Tiết Gia. Các ngươi bên kia có tin gì không? Không phải là ngươi biết hết đấy chứ? Văn Nhân Bất Nhị ngạc nhiên hỏi. Ninh Nghị thở dài giang hai tay ra. Sao ta có thể biết được? Chuyện đến gấp như vậy, ta cũng không phải thần tiên. Nếu không phải là Tô Văn Hưng nhảy ra, ta cũng không biết ai có phần trong đó. Bắt tên gia đình kia cho ngươi thẩm vấn rồi lại thả ra. Lúc đó ta đâu nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Văn Nhân Bất Nhị sửng sốt một lúc lâu sau. Ngươi không biết gì cả. Hơn nữa bị người ta bắt được nhược điểm, đuối lý. Ngươi mắng bọn họ một trận, lại bị cắn lại. Còn ngươi thành cái ra như vậy. Là thế này sao? Ninh Nghị nhìn y, giống như đang nói vấn đề ấu trĩ như thế mà ngươi cũng hỏi. Không ngờ ngươi vẫn làm được công tác tình báo, nhưng rốt cuộc vẫn phải vẫy tay. Còn có thể thế nào được nữa? Nếu không phải thực sự trong lòng họ có chuyện thì ta sao có thể áp đảo bọn họ được? Lúc đó chỉ có thể là như vậy thôi. Sau khi chiếm được điểm cao cũng chỉ nói bạo lực được thôi. Ta cho rằng ngươi vẫn luôn tức giận. Ta tức giận vì vô cùng tức giận, cho nên nhất định ta phải đánh gãy chân Tô Văn Hưng hoặc là đánh chết y. Tức giận là động cơ, nhưng lúc làm việc đương nhiên phải tỉnh táo. Tình hình lúc đó, nếu ta thật sự bị những người đó mắng chửi cho u mê đầu óc, thì hôm nay đừng mong mà đứng lên được, ta còn có thể giết đám Tô gia kia cho máu chảy thành sông nữa cơ. Ninh Nghị cười vỗ vai y, dù thế nào đi nữa, hãy giúp ta điều tra một lần, ta thực sự thấy sợ ngươi. Văn Nhân Bất Nhị thì thầm một câu, chẳng qua hiện tại Mật Trinh Ti chưa có nhân thủ nhiều. Chuyện này của những người các ngươi có thể nghe được là tốt rồi, còn muốn điều tra, chưa chắc đã có kết quả. Ngươi cứ chuẩn bị tâm lý đi. Ừ, biết rồi, chỉ để trong lòng thôi. Đối với chuyện này, bản thân Ninh Nghị cũng không có cách tự mình đi thăm dò. Bên Văn Nhân Bất Nhị dù có điều tra được hay không thì hắn cũng không sao cả. Hai người tán gẫu một lúc rồi hắn chạm rãi đi về Tô Phủ. Cũng lúc này, một có mấy người đang ngồi trên tầng một quán trà cạnh Tô gia. Người đi đường thưa dần, sương mù mịt mờ, có người từ dưới lầu đi lên. Lâm đại ca bọn họ quyết định rồi, vẫn là đêm ngày mai ra tay, lúc đó người nhiều nhất, trong thành càng dễ loạn để chúng ta bên này chuẩn bị cũng tốt. Ừ, Tịch Quân Dục gật đầu, nhìn mấy huynh vệ trong lầu, chúng ta cũng là tối ngày mai, sau khi hoàn thành, gây náo loạn giết rồi ra khỏi thành. Các vị ca ca cũng hỗ trợ những người khác một chút. Gã đứng lên, đi đến bên cạnh lan can nhìn ra xa mông lung, sau đó chỉ, chính là nhà này. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 327, Trời Đầy Mây, 1. Hạ chí chưa đến nhưng không khí cũng đã có vài phần khí tức của mùa hè. Lúc sáng nắng to xế chiều trời lại đầy mây. Những người đi trên đường Giang Ninh vội vội vàng vàng, bà chủ vội vơ quần áo phơi trong sân vào, đã lác đác có hạt mưa. Trong Tô gia cũng là một vẻ lo lắng, tuy bề ngoài không nhìn ra nhưng bên trong áp lực đã bao phủ. Hôm qua Ninh Nghị đại náo một phen, hơn nữa, người của Tô Dũ lại càng mượn chuyện để nói chuyện của mình, điều này có thể mang đến nhiều thay đổi. Mà thay đổi này ngay từ đầu dù có rất nhiều suy đoán, nhưng khi bạo phát thì đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sự cứng rắn kịch liệt của Ninh Nghị và việc Tô Dũ thu lại mạng lưới đánh cho đám người Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương không kịp trở tay, quyền lực của phòng 2 phòng 3 chắc chắn là phải giao ra rồi. Tô gia rất giàu có, cũng là muốn tập trung đến chỗ đàn nhi, nhưng Tô Dũ hạ quyết tâm nhanh như vậy, việc này đúng là bị ép ngay trước mắt rồi. Tình hình trong Tô gia vốn tinh tế, chứ cũng không phải là thế cục chân vạc ba phần gì. Lúc trước tuy phân thành ba nhà nhưng đại bộ phận quyền lực thực ra vẫn chưa phân tán. Làm ăn cũng được mà sản xuất cũng tốt, những người Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương đều không có đủ sức mạnh và khí phách của mình, nhưng Tô Dũ định để cho bọn họ rời khỏi vũ đài Tô gia. Hoàn toàn quyết định địa vị chủ đạo của phòng lớn, từ nay về sau phòng 2 phòng 3 cố nhiên vẫn còn có sản nghiệp của mình, dù cho khai chi tán diệp. Một chi của Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương cũng không đến mức rời khỏi trung tâm biến thành bàng chi, nhưng trong một vòng lúc này, bọn họ thật sự là thua trận then chốt rồi. Vốn là nghĩ, có lẽ phòng lớn huyết mạch loãng,
mới giúp đám người ngu ngốc Tô Văn Hưng đời thứ tư của Tô gia có thể tái sinh người có trọng trách đủ để chống đỡ nắm giữ Tô gia. Nhưng trước mắt Ninh Nghị, Tô Đản Nhi lợi hại như thế, đối với bọn họ mà nói, hy vọng này cũng là vô cùng xa vời rồi. Phòng 2 phòng 3 ý đồ trong thời gian cuối cùng này cũng có thể khiến cho Tô Dũ hồi tâm chuyển ý hoặc là tranh thủ thời gian hòa hoãn. Loại người chủ sự như Tô Dũ cũng đang suy nghĩ xem người nào của phòng 2 phòng 3 có thể bị loại khỏi đội ngũ cạnh tranh. Tình hình cũng không náo nhiệt, bây giờ trời đầy mây, chuyện phần lớn cũng đã lắng đọng không còn gợn sóng gió nữa, nếu là người ngoài. Chỉ hàng ngày tiểu thương hộ đến Tô gia đưa đồ ăn hoặc nhận hương liệu cũng lờ mờ nhận ra không khí của Tô gia bây giờ và trước kia không giống nhau. Tình cờ hỏi ra, câu trả lời cũng rất mơ hồ, cũng bởi vì đa số hạ nhân của Tô gia cũng không nắm rõ được thế cục, không có gì ngoài người của phòng 2 phòng 3 nhân tâm hoảng sợ. Chuyện thuận lợi hôm qua có quan hệ lớn đến phòng lớn của Tô gia, nhưng lúc này không khí lại có vẻ nặng nề. Không riêng gì Tô Đản Nhi trầm mặc, mà đến Tô Bá Dung bên kia cũng không có phản ứng gì. Ngay cả quản sự hoặc trướng quỹ thuộc bên phòng lớn hôm nay nhắc đến cũng không phải là thắng lợi đó, mà là âm thầm phỏng đoán nguyên nhân thúc đẩy chuyện này. Ninh Cô Gia và vị nữ tử Thanh Lâu kia rốt cuộc có mờ ám gì hay không? Lại hoặc là thái độ của nhị tiểu thư rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này ngoài mặt thì đã sáng tỏ, phòng 2 phòng 3 không thể lại được nhắc nữa. Đến lúc này, rốt cuộc mọi người của phòng lớn cũng cẩn thận nhìn nhận việc xảy ra trước mắt, sau đó phân tích. Theo ý nào đó mà nói thì đồng thời với việc âm mưu của Tô Văn Hưng thuộc phòng 2 phòng 3 của Tô gia bị phát sản thì ảnh hưởng mặt trái của chuyện này vẫn còn xuất hiện. Dù sao thì Tô Đản Nhi cũng mới sinh con, sức khỏe còn yếu ớt và lại đây là lúc nàng cần phu quân che chở, chồng mình lại xảy ra chuyện này. Dù sao thì Ninh Nghị cũng không trực tiếp nói ra chuyện này. Có thể hắn cảm thấy không cần thiết, nhưng cũng có thể lý giải thực sự là có những việc này, chỉ là sự tình đã bị Ninh Cô gia dùng thủ đoạn che đậy. Với năng lực và tầm quan trọng trong nhận thức của mọi người đến giờ, quan hệ của hắn và Tô Đản Nhi làm sao giành được sự hiểu và bỏ qua vẫn là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Giữa cảnh im lặng và suy đoán ở đây thế này, đương sự lại làm ra phản ứng đầu tiên. Mặc dù hai vợ chồng cũng không phải là có tính cách bị động nhưng đột nhiên Tô Đản Nhi lại ra quyết định, ở một mức độ nào đó vẫn khiến cho Ninh Nghị bất ngờ. Buổi chiều, lúc bị gọi đến phòng, Tô Đản Nhi vẫn đang nằm trên giường nhìn vào danh sách phòng 2 phòng 3 của Tô gia. Mặc dù vừa mới sinh con xong, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện đả động gì đến xương cốt, nghe nói người phụ nữ ở nông thôn sinh con xong đã phải đi làm việc ngay. Nàng sinh mẹ tròn con vuông cũng đã 2 ngày rồi, có thể động não nhẹ một chút cũng không sao. Chuyện sắp xếp phòng 2 phòng 3 do Tô Dũ chủ đạo, nàng chỉ là tiện xem. Sau khi Hành Nhi đi vào nàng còn cúi đầu nhìn ra ngoài một lúc nhưng thực ra trong đầu là đang suy nghĩ chuyện khác. Hành Nhi rót cho nàng một chén nước, nàng uống một ngụm rồi dừng lại một chút tướng công đầu. Không nằm xuống giường nên tiếng nói cũng có chút yếu ớt, hình như là... Lão gia gọi đi rồi ạ. À, Tô Đản Nhi gật đầu, đặt danh sách kia xuống, cầm chén trà một lúc rồi mới nói, Hạnh Nhi, em đi tìm Quyên Nhi lại đây, chiều em ra ngoài làm giúp ta chuyện được. Vừa nghĩ chuyện vừa ra quyết định, Hạnh Nhi có thể nhìn ra thái độ của Tô Đản Nhi lúc này giống như khi quyết định những việc trên thương trường vậy, nhưng lúc này cảm giác có hơi không giống. Rõ ràng là nàng đang do dự, nhưng rốt cuộc vẫn gượng cười nói, ta cũng không biết làm chuyện này có đúng không nhưng mà... Em hãy ra ngoài tìm Nhiếp cô nương nhé, thay ta nói với cô ấy một câu, nói là... Ngày mai nếu rảnh thì mời cô ấy qua phủ. Hạnh Nhi, em phải giữ đúng cấp bậc lễ nghĩa. Hạnh Nhi hơi chần chừ một chút, vị Nhiếp cô nương kia, chính là Nhiếp Vân Trúc cô nương. Tô Đản Nhi cười cười, Hạnh Nhi nhìn vẻ tươi cười của nàng, lúc này mới gật đầu. À, em biết. Tô Đản Nhi im lặng một lát rồi lại bổ sung. Đây là cá nhân ta mời, Hạnh Nhi em sắp xếp đi cũng không cần bí mật đâu nhưng cũng đừng quấy rầy Nhiếp cô nương. Xin lỗi gì đó thì tạm thời không cần, chỉ làm càng làm cho người ta khó xử. Cũng nói với cô ấy rằng, chỉ đi gặp một mình ta là được, đừng có người khác. Tốt nhất là đừng để cho tướng công biết, em cứ nói với cô ấy như vậy. Vâng, Hạnh Nhi gật đầu, nhưng mà cô ra bên kia. Nếu Nhiếp cô nương đến phủ, cuối cùng hắn cũng biết.
ngay lúc này thì không biết là được. Thực ra biết cũng không sao cả. Tô Đản Nhi phức tạp rồi lại cười dịu dàng. Thực ra tướng công cũng không biết ta muốn làm gì. Hạnh Nhi gật đầu, ở bên cạnh chờ một lúc, thấy Tô Đản Nhi không dặn dò gì nữa liền chuẩn bị ra ngoài gọi Quyên Nhi. Đi được hai bước, nàng lại quay đầu lại mún môi nói, tiểu thư, thực ra cô gia luôn là người quang minh lỗi lạc, ngài đã nói trước mặt mọi người. Nói vị nhiếp cô nương kia vẫn còn là xử nữ, nói vậy hẳn là đúng. Em cảm thấy, tình cảm của tiểu thư và cô gia luôn rất tốt, nếu nghe những người đó nói xong, thì... Giữa Hạnh Nhi và Tô Đản Nhi tình như tỉ muội, nhưng dù sao nha hoàn xen vào chuyện của chủ nhân cũng là không tốt. Tính cách ba nha hoàn của nàng tương đối thẳng thắn, nói ra những lời này hẳn là đúng vậy. Nhưng Tô Đản Nhi sẽ không để ý, nàng ngồi trên giường, hai tay xoa chén trà rồi quay đầu lại cười, một lát mắt lại nhìn ra cửa sổ. Tâm sự, ta cũng biết tính tình của tướng công, chàng rất khinh thường những người nói dối trong nhà. Ta gọi vị nhiếp cô nương kia đến cũng không phải là lấy thân phận vợ cả ra để chất vấn gì, hoặc là để cho nàng ta nhìn thấy cái gì tốt. Nhưng, Hạnh Nhi, ta muốn không phải là những chuyện này. Nàng dừng lại một chút, lúc trước ta để tướng công đi tham gia hội thơ, để chàng kết giao với những tài tử kia. Cho dù là giai nhân, thì cũng không có gì cả. Tướng công tài hoa, có người thích chàng cũng là điều dễ hiểu. Trong tứ đại hoa khôi của Giang Ninh chúng ta, Khởi Lan các nàng, nếu tướng công từ lâu đã cố ý thì sớm đã bị người ta truyền nhiều lần rồi. Vậy cũng không có gì cả. Nàng định nói gì đó nhưng không nói ra, ngữ khí nhỏ xuống, đại khái vẫn là còn có cái gì đó. Sau đó lại nói tiếp, nhưng tướng công không hề sằng bậy với các nàng đó một chút nào. Chỉ có vị trại chủ Lưu Tây Qua ở Hàng Châu kia là thích tướng công cô ấy. Nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ. Loại ngưỡng mộ này ta cũng không để ý đến. Tướng công đối với ta, đối với các ngươi như vậy là tốt rồi. Ta thấy rất ít đàn ông được như chàng. Nhưng cũng vì thế, lại đến vị nhiếp cô nương này, ta cũng không biết mình phải nghĩ thế nào. Có lẽ cô ta và tướng công trước kia quen nhau, tướng công còn dạy nàng ta mở cửa hàng, cùng là bạn bè. Rốt cuộc là nàng ta coi tướng công là gì của mình. Nàng cười khổ, Hạnh Nhi. Chuyện này ta không dám đi hỏi, ta cũng không muốn thăm dò tướng công, vị nhiếp cô nương kia. Ở lầu xanh lâu như vậy mà vẫn giữ được tấm thân ngọc ngà, mới có thể được tướng công để ý đến mà thôi. Tô Đản Nhi lắc đầu, thực ra, đến giờ đến bản thân ta cũng không biết tâm trạng của nhiếp cô nương thế nào, ta cũng không muốn đi thăm dò tướng công. Có lẽ phải gặp một lần ta mới có thể biết rốt cuộc lòng mình nghĩ thế nào. Nàng nói xong câu này. Một lúc sau Hạnh Nhi gọi Quyên Nhi đến. Tự mình đi hỏi thăm địa chỉ của nhiếp cô nương. Trên đường đi tìm, trời đầy mây, đường bên bờ sông Tần Hoài còn dấu vết của ngày hôm qua. Tường của tiểu lâu bị đồ cũng chua tu bổ. Tuy cửa phụ có những người bảo vệ nhưng cũng không ngăn cản nàng. Nàng đi qua gõ cửa, sau đó cũng nhìn thấy cô nương nhiếp Vân Trúc. Lúc trước ở nhà nghe tiểu thư nói những câu đó, nàng cũng có chút tò mò đối với nhiếp cô nương. Mãi đến khi truyền lời xong, đi xuống lầu, trong lòng Hạnh Nhi cũng nghĩ, sao vị nhiếp cô nương này lại có dáng vẻ điềm tình thanh nhã như vậy? Nàng thoáng cảm thấy ngày mai tiểu thư và cô nương này gặp mặt chưa chắc đã là chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 328, trời đầy mây. 2. Về chuyện cho nhiếp Vân Trúc đến Tô gia một chuyến, bản thân Vân Trúc vốn không để ý hoặc cũng có thể nói là bản thân nàng thản nhiên đối mặt nhưng Ninh Nghị ở bên này thì vẫn đang suy nghĩ. Chuyện tình cảm và lý trí liên quan không lớn. Tuy trong lòng Ninh Nghị đã có quyết định nhưng quyết đoán chưa chắc đã xử lý chuyện này một cách hài lòng được. Đạo đức của người hiện đại có thể gây trở ngại cho hắn. Huống hồ là kiếp trước hắn không có một chút thiên phú nào chuyện nào về phương diện tình thánh. Khi gặp phải chuyện này hắn cũng có chút không thể nắm bắt nổi. Ngay lúc này không thể tìm được cách giải quyết tốt nhất. Chung quy cũng là có liên quan đến tính cách, cũng là vì kiếp trước bản thân không có tình cảm chân thành. Chính hắn còn chưa chắc đã nghiêm túc suy nghĩ, chỉ là trong đầu tự hỏi vấn đề này phải giải quyết như thế nào. Nhưng đề điểm này Vân Trúc cũng đã nhìn ra.
Nàng nghĩ đây là một mặt đáng yêu chân thành của Ninh Nghị. Nếu như nói với hắn, không biết hắn có bật cười bất đắc dĩ được không, nhưng dù là thế nào thì Hạnh Nhi cũng đã đến tìm nàng. Ngày hôm sau, Vân Trúc cũng không nhắc đến Ninh Nghị. Cẩm Nhi cũng bị nàng chặn miệng, sáng hôm nay chỉ trừng mắt nhìn hắn, nghĩ trong một chốc, nương tử nhà ngươi muốn ức hiếp chúng ta, nương tử nhà ngươi muốn ức hiếp chúng ta. Đối với quyết định đến nơi hẹn của Vân Trúc tỷ, thực ta trong lòng nàng cũng có vài phần không thể yên tâm. Một mặt không biết phải đối mặt với trận chiến này thế nào, hy vọng Ninh Nghị có thể tỉnh ngộ, biết nàng và chị Vân Trúc chịu ức hiếp. Nếu Vân Trúc bị sỉ nhục cũng được, sau này để Ninh Nghị biết được nhất định hắn sẽ cảm thấy vợ mình quá đáng. Dù sao thì sự ăn ý của hai người cũng chưa đến được trình độ này, Ninh Nghị không thể nào lĩnh hội được ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy hôm nay Cẩm Nhi có vẻ khó chịu với hắn, đại khái. Là cuối cùng nàng cũng đã khôi phục được thái độ bình thường từ hôm trước, ý thức được chuyện này xét đến cùng vẫn phải tự trách mình. Mãi đến chiều hôm nay hắn mới từ Văn Nhân Bất Nhị biết được hôm qua Hạnh Nhi đi tìm Vân Trúc. Mơ hồ cảm thấy có vấn đề, vội vàng quay trở lại. Lúc này, Vân Trúc đã ngồi ở Tô Gia nửa canh giờ rồi. Trời vẫn nhiều mưa như vậy, giống như là sắp mưa vậy. Mái hiên cao cao, dài dài luôn khiến người ta có cảm giác u ám. Nhưng thỉnh thoảng có đứa trẻ hoặc người hầu từ phía trước đi đến, nói cười ầm ĩ vui đùa mới làm tan được cảm giác đó. Chỗ ở của Ninh Nghị trong Tô Gia không lớn không nhỏ. Qua nhiều năm, có nhiều người ở, gạch xanh tường viện đã phủ rêu xanh luôn luôn mang tới một cảm giác có phong cách cổ xưa. Trong triều Vũ thương nhân không có địa vị, nhưng dù sao cũng có tiền. Đến bây giờ, Tô Gia đã mua chỗ ở nhiều lần. Lại qua nhiều đời được xây dựng thêm. Đến bây giờ cuối cùng mới có được cảm giác hưởng lạc. Đường đi thật dài. Thỉnh thoảng cũng có người nhìn lại, ánh mắt thận trọng, thần sắc khác nhau. Có những người đang nói chuyện, cũng vì thấy nàng có nha hoàn dẫn trước cho nên chỉ im lặng, ánh mắt thì tràn ngập sự cổ quái. Tòa nhà và phong cảnh như vậy Vân Trúc chưa từng nhìn thấy. Khi cha nàng còn chưa phạm tội, nàng vẫn còn là một tiểu thư. Ngay cả làm quan cũng chưa chắc đã giống có tiền giống như người buôn bán vậy. Nhưng nàng cũng đã từng được cha mẹ đưa đi nhiều nơi, từng nhìn thấy nhiều phong cảnh như vậy. Cũng lờ mờ nhìn thấy lòng người phức tạp ẩn giấu trong những tòa nhà cao cửa rộng đó, nàng đã từng tự nhủ sẽ không bao giờ đi vào những nơi lớn như vậy. Nhưng nay tình lang của nàng lại ở một nơi như thế. Ngẫm nghĩ lại, thực ra cũng là một cảm giác kỳ diệu. Đối với nàng, mấy chục năm trước, 10 năm trước, cho dù là vài năm trước, e rằng cũng chưa từng nghĩ tương lại sẽ có một ngày nào đó mình lại có tâm trạng như vậy. Nhưng thời gian thật sự đã mang đi nhiều thứ và làm thay đổi nhiều thứ, từ vẻ vô âu vô lư khi còn bé đến bị biếm làm kỹ nữ, đến những năm bàng hoàng dãy giụa, chuộc thân rồi trở nên quẫn bách nghèo khó. Tất cả những điều đó cũng có chút thú vị, bất luận nàng từng khát khao tương lai ký thác cả đời cho một người đàn ông như nào. Sợ rằng cũng không kỳ lạ giống như Lập Hằng trong hiện thực lúc này, mà nàng cũng không hề cảm thấy có gì là không thoải mái. Nhiếp cô nương, bên này. Thấy khách đi chậm lại, hơn nữa cứ nhìn về phía sau, Hạnh Nhi dùng lại chờ một lát, rồi xác định đằng sau không có ai mới lên tiếng nhắc nhở. Vẻ mặt của vị nhiếp cô nương này hơi kỳ lạ, nhìn khí chất của nàng hoàn toàn không giống một cô gái lầu xanh, thật ra phải là một tiểu thư nhà quan, chỉ là không biết đang nhìn cái gì. Nhưng sau khi nhắc nhở, Vân Trúc cũng gật đầu đi theo Hạnh Nhi. Một lát sau, Vân Trúc gặp Tô Đàn Nhi trong tiểu viện. Cô gái mà nàng từng nghe qua nhiều lần và cũng từng thầm suy đoán sự tưởng tượng nhiều lần, bởi vì vừa mới sinh con nên vẫn còn mệt mỏi, tiểu tụy, nhưng cũng đã thay bằng bộ váy đoan trang. Khi Vân Trúc vừa bước vào cửa thì đã thấy nàng dựa vào giường, nhìn hơi có chút đơn bạc, sau đó nàng liền bảo nha hoàn đỡ xuống giường. Vẻ cười yếu ớt cúi người thi lễ. Vốn trong tưởng tượng của Vân Trúc, đây sẽ là một người con gái đẹp, mạnh mẽ, có năng lực và nắm giữ cả Tô Gia. Nhưng lúc này phát hiện nụ cười không mạnh mẽ đến vậy, đó là thiện ý nhưng trong nụ cười đó cũng mang theo vài phần quan sát, không hề có ý ác cảm với Vân Trúc. Nàng cũng vội vàng trả lễ, sau đó nghe bên kia nói chuyện. Lúc này mời nhiếp cô nương đến đây, thật ra là có chút mạo muội. Thời gian gần đây tất cả những chuyện lớn nhỏ trong nhà đều không nói cho người ngoài. Nhiếp cô nương là bạn của tướng công ta,
lại cũng bị liên lụy chuyện này, ta trước tiên thay mặt bọn họ, xin nhiếp cô nương lượng thứ. Lúc mà Tô Đản Nhi gặp Nhiếp Vân Trúc thì Ninh Nghị cũng từ chỗ văn nhân bất nhị về, đang lúc quay về. Bầu trời trong thành Giang Ninh ngoài nhiều mây u ám ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, không khác gì ngày xưa. Vùng gần thành Giang Ninh, một đội thương nhân xe ngựa vội vàng chở hàng hóa, sau khi gặp lính tuần thì cũng vòng đi về đường lớn phía sau. Đội lữ nhân này khoảng hơn 30 người, có cao, có béo, có gầy. Cũng có người vác cây thương lớn, mang theo cả vũ khí. Thương nhân đến Giang Ninh từ Nam chí Bắc đều mời tiêu sư hoặc là quân nhân bảo vệ, cũng không có gì là lạ. Nhưng sau khi vòng qua phủ nha, thấy nhà tù Giang Ninh họ dừng lại, một gã vóc dáng thấp bé đi tới chắp tay, xác định định rồi. Không sai, cầu triều đình bắt những anh hùng kia áp giải đến đây, dừng lại hai ngày, tối nay là cơ hội cuối cùng. Vậy dựa theo kế hoạch trước đó động thủ đi. Nhìn trời có vẻ xấu, có mưa không nhỉ? Vốn dĩ định nhân lúc trong thành náo loạn mà ra tay, có thể làm loạn hơn, gặp thời tiết này chỉ e là không được thôi. Trời mưa cũng tốt, chúng ta giết bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Vậy cứ như cũ đi, trời tối ra tay, mọi người hãy nhớ lấy. Đến lúc đó có thể trời sẽ mưa, vậy càng tốt. Tiếng chuông gió dưới mái hiên rung lên, là tiếng trẻ con khóc. Trong viện yên tĩnh, Tiểu Thiền vội vàng chạy lại, ôm lấy đứa nhỏ bé bỏng. Khẽ khàng hát ru, lúc trước đứa trẻ đã được bú sữa, lúc này cũng chưa đói nên dỗ dành một chút nó đã dần thôi khóc. Ôm đứa trẻ trong lòng Tiểu Thiền cứ ngóng về phía vách sân, trong ánh mắt có chút sầu lo. Tiểu thư mời Nhiếp cô nương về nhà, khi nàng biết, còn len lén đi qua đó để nghe. Nàng không thể nghĩ ra Tiểu thư có dụng ý gì, nhưng lúc Quyên Nhi qua đây nói, Tiểu thư và Nhiếp cô nương nói về chuyện nhà. Tiểu thư hỏi thăm về gia thế của Nhiếp cô nương, chuyện đã trải qua, Nhiếp cô nương cũng nói hết. Dù là nhìn ở góc độ nào thì dường như cả hai bên đều không. Muốn ra oai với đối phương, đơn giản chỉ là để hiểu rõ đối phương, đương nhiên đa số thời gian vẫn là tiểu thư hỏi, còn Nhiếp cô nương trả lời. Đương nhiên không phải là muốn biểu hiện gì với đối phương, nếu không tiểu thư cũng đã không để đứa nhỏ tránh qua bên này. Cho dù là chưa xác định được mối quan hệ của tướng công với vị cô nương này, vẫn cần phải duy trì lễ phép. Mà để cô ta nhìn đứa trẻ cũng là chuyện có lợi mà vô hại, nhưng Tiểu Thiền cũng không biết vì sao tiểu thư cuối cùng vẫn kiên trì làm như vậy. Nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, lúc xoay người nhìn thấy bóng một bóng người hình như là tướng công, nhưng nhìn kỹ thì trong góc sân lại không có động tĩnh gì. Có lẽ là nhìn nhầm, lại nhìn thêm mấy lần. Cô nghĩ như vậy lại dù đứa bé ngủ, đặt vào trong nồi, ngồi ở bên cạnh trông giữ. Ninh Nghị đi lên tầng 2. Sở dĩ nén nút là đổ cho sự hiếu kỳ, dù sao thì trong chuyện này hắn cũng không được coi là quang minh lỗi lạc, biết Vân Trúc vào nhà mình lúc này là không thể thay đổi. Hắn cũng biết lúc này xông vào cũng không phải là chuyện tốt cho nên cứ lặng lặng lên gian phòng lầu 2 để nghe trộm. Nội lực của hắn hiện nay rất tiến bộ, nhưng bởi vì không thể vào phòng chính. Hắn đành chọn một phòng nhỏ, có âm thanh ở phía dưới truyền đến lờ mờ đại khái cũng đủ để nghe. Sau đó hắn cảm thấy tình hình cũng có vẻ là lạ, hai người này cứ như thể là lâu ngày không gặp đang tâm sự với nhau vậy. Bên phía thê tử hắn cũng không được trong lòng nàng có tâm tình gì hoặc là dao động gì, lý trí nói cho hắn biết tình huống như vậy là rất phiền phức. Nhưng lúc nhất thời hắn lại không thể tưởng tượng được phiền toái ấy sẽ xuất hiện như thế nào. Mãi đến lúc Tô Đản Nhi nói, Hạnh Nhi, Quyên Nhi, các em ra ngoài trước đi. Nhiếp cô nương không ngại ngồi với ta được không? Ta có một việc muốn một mình nói với cô. Vân Trúc không nói gì chỉ gật đầu, dường như Hạnh Nhi có chút do dự. Tô Đản Nhi cười, không sao đâu, nhìn ta bây giờ chẳng lẽ không đánh lại Nhiếp cô nương, cô ấy cũng không làm tổn hại ta đâu. Ra ngoài đi, đóng cửa lại. Hai người họ ra ngoài, bắt đầu yên lặng, một lúc trôi qua. Ninh Nghị nghe thấy Vân Trúc nói, Tô Tiểu Thư. Sau đó Tô Đản Nhi nói chuyện, tiếng có vẻ bé nghe không rõ lắm. Tô Đản Nhi bước xuống giường đi về phía bên cạnh Vân Trúc. Vân Trúc vội vàng đứng dậy, kêu, Tô Tiểu Thư, đi qua đỡ Đản Nhi. Tiếng Tô Đản Nhi cười cười, thanh âm nho nhỏ, để Vân Trúc đỡ đến gần giường, ngồi xuống. Nhiếp cô nương, lần này ta gọi cô đến là có một thỉnh cầu, ta cũng biết là khó có thể mở miệng, nhưng... Nhiếp cô nương,
Ta chỉ nói ra, cô muốn từ chối việc này, đó cũng là chuyện bình thường, thực là xin lỗi. Nàng cũng thấy thỉnh cầu này rất quá đáng, đấu tranh một lúc, cuối cùng nói ra, giọng rất nhỏ. Nghe câu thỉnh cầu kia được một nửa, sắc mặt của Vân Trúc đỏ lên rồi sau đó lại trắng bệch đi, mơ hồ. Ninh Nghị nghe thấy Tô Đàn Nhi nói đưa ra yêu cầu quá đáng nhưng tiếng nhỏ quá, hắn chỉ nghe được đứt quãng mấy từ, nghe nói. Hoàn bích, tướng công, tấm thân trong trắng, khắc khẩu gì đó nhưng lúc nhất thời không thể liên kết xem nó là cái gì được. Bầu trời bên ngoài đã đen kịt, cũng không biết đã chạng vạng chưa mà chỉ thấy có mấy tia chớp, sấm tháng ba vang lên, làm mất cả những tiếng kia, tiếp theo cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Hắn liên tục liên kết những câu này lại, đột nhiên trong đầu xẹt qua một suy nghĩ cực kỳ vớ vẩn. Phòng ngủ dưới tiểu viện, Vân Trúc đang đứng đằng kia, bàn tay gần như theo bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực. Ánh mắt nhìn tia chớp đánh lóe lên ở bên ngoài cửa sổ, dáng người nàng vốn gầy gò, lúc này lại càng yếu đuối lẻ loi. Nàng đứng ở đằng kia, răng nàng khẽ cắn môi dưới, vừa nghe thấy yêu cầu kia thần sắc nàng có chút hốt hoảng. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới thu ánh mắt lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Đàn Nhi. Nàng đã yêu một người đàn ông, mà kia là thê tử của nam nhân nàng yêu. Được, cổ họng nàng nghẹn lại, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhàng, kéo đầy buộc trên lưng xuống, trong phòng ánh sáng mờ mờ, áo của cô gái rơi xuống đất lặng lẽ. Tô Đàn Nhi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt rơi vào bóng đêm, chảy xuống. Không thể nào. Trong phòng trên lầu, Ninh Nghị đang ngồi ở đó, ngẩng đầu lên, dường như nhớ ra một câu, nhưng cảm thấy thật sự phát sinh thì quá kỳ quái rồi. Ta muốn nhìn cô xem có phải còn trong trắng không. Chỉ có một mình ta biết chuyện này rất kỳ quặc. Sao lại có thể? Sắc trời tối tăm, trời đã mưa. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 329, Mưa Bão, 1. Nói không thể nghe rõ nhưng chuyện này đúng là đã rõ ràng. Đối với chuyện đúng sai, đến cuối cùng vẫn phải quy về thẳng thắn và thành khẩn. Bởi vì cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể thừa nhận chuyện này đã không nằm trong phạm vi mà hắn nắm được nữa. Nếu như vậy, cũng chỉ cách tốt nhất là dứt khoát cho con nhận cha. Ít nhất cũng đừng để cho các nàng ấy, đừng vì mình lại phải chịu ép buộc trò khôi hài như vậy. Đẩy cửa ra, mưa đã rất to. Bầu trời Giang Ninh tối om, xuống cầu thang, Hạnh Nhi và Quyên Nhi nhìn thấy hắn từ trên đi xuống đều bị giật mình. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, lập tức đẩy cửa vào. Trời tối như vậy nhưng không cầm theo đèn, trong phòng khách cũng tối, hắn đi qua gõ cửa phòng ngủ. Bên trong vốn vẫn còn có vài tiếng động rất nhỏ, trong lúc nhất thời tất cả đều yên tĩnh, sau đó hắn lại gõ cửa. Ta muốn vào trong. Nói một câu như vậy, hai tay hắn đã đặt trên cánh cửa, một tay đẩy vào, chỉ nghe thấy két một tiếng, then cửa đứt làm đôi, cửa từ từ mở ra. Hắn đứng lại mấy giây, rồi bước vào nhìn lướt qua bên kia. Chỉ thấy trong bóng tối u ám, Vân Trúc đứng ở bên giường thẹn thùng, ôm hai tay trước ngực, áo ngoài đã khoác nhưng dây cũng chưa thắt lại. Xem ra quả thật giống như là sau khi đã cởi trơn hết cả thì vẫn chưa hoàn toàn mặc quần áo vào tử tế, vô cùng quyến rũ. Tô Đàn Nhi đứng cách đó không xa nhìn về bên này, nói, tướng công trong câu nói dường như có mấy ý cười nhẹ. Hai mắt hắn nhìn, rốt cuộc vẫn phải quay đầu lại. Sau đó từ trong phòng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vốn dĩ hắn cũng không muốn vào xem rốt cuộc là hai người nói chuyện những gì. Lời nói lúc trước không thể xác định, nhưng lúc này rốt cuộc có thể xác định được rồi. Tư duy của Đàn Nhi khác với những cô gái khác, đồng thời cũng trực tiếp rất nhiều. Lúc trước chuyện nàng mang đuốc đi đốt lầu cũng có thể nhìn ra được. Nàng mời Vân Trúc đến đây, không hề có đề cập đến chuyện liên quan đến mình hay là liên quan đến đứa nhỏ. Đương nhiên bản thân nàng thiện lương không muốn làm tổn thương người ta. Nhưng trước sau lại đưa ra lời yêu cầu như vậy. Xét về tâm lý thì con gái chỉ có hai loại. Đơn giản là muốn biết chuyện mình đang quan tâm nhất trong lòng. Lúc trước hắn thấy nghi hoặc về việc làm của Đàn Nhi. Hoặc cũng bởi vì quan tâm quá lòng sẽ loạn. Nhưng thực ra cũng không cần phải nghi ngờ.
Hắn ở trên lầu do dự một lúc, lại thấy phía dưới phát sinh nhiều chuyện. Hắn không biết trong phòng ngủ rốt cuộc Vân Trúc có cởi y phục hay không, hoặc là có xảy ra thêm nhiều chuyện rối loạn hơn không. Nhưng cơ bản, lúc Vân Trúc cởi áo, Đàn Nhi đã thực sự có những tin tức về nàng. Hắn ngồi trong phòng khách một lát, bảo Hạnh Nhi thắp đèn. Một lát sau Vân Trúc mới từ phòng đỡ Đàn Nhi đi ra. Ánh mắt của Vân Trúc vô cùng phức tạp, nhìn trộm Ninh Nghị. Cảm xúc của Đàn Nhi cũng không có gì lạ. Lúc Vân Trúc đỡ nàng ngồi xuống thì nói câu cảm ơn. Tướng công về sớm vậy. Đàn Nhi nói nhẹ những câu này, tiếp theo là nói chuyện cực kỳ bình thường. Nàng quay sang xin lỗi Vân Trúc, lại nói chuyện lúc trước Vân Trúc phải trải qua, làm người ta kính nể, vân vân. Những chuyện này trước kia Ninh Nghị đã biết. Vân Trúc có chuyện trong lòng, muốn nói rồi lại thôi. Khi Đàn Nhi mời nàng ở lại cơm nước rồi hắng đi, hơn nữa còn mời nàng gặp mặt đứa trẻ. Nàng ấp úng từ chối, ở nhà còn có chuyện gấp cần xử lý, còn có một muội muội đang chờ ta về, trời lại mưa lớn như vậy, ta nghĩ. Để hôm khác đi, nhìn thần sắc của nàng đúng là trong lòng có chuyện. Trước kia Ninh Nghị thường thấy chuyện lục đục, nay cũng không thích người cạnh mình lại phải lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nói mấy câu hắn bảo Hạnh Nhi lấy cho chiếc ô rồi tiễn Vân Trúc ra khỏi cửa, dưới mái hiên hắn nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nhiều, ngày mai ta tìm muội. Cho dù, cuối cùng hắn cũng không thể nói hết tâm trạng của mình. Vân Trúc muốn nói lại thôi, thấy hắn nói như vậy nàng lên tiếng, thực ra. Nhưng cũng chưa nói được gì thì Hạnh Nhi đã cầm ô tới. Tiếp theo đương nhiên là Hạnh Nhi tiễn Vân Trúc ra ngoài, Ninh Nghị quay lại phòng. Khách thắp đèn, tay Đàn Nhi đang cầm chén trà, nàng ngồi ở đó kinh ngạc xuất thần. Hắn suy nghĩ rồi đi qua đỡ nàng vào phòng ngủ. Đàn Nhi tựa đầu lên khuỷu tay hắn, lẩm bẩm một câu, tướng công, trước kia nhiếp cô nương là tiểu thư con nhà quan. Hắn ừ một tiếng, chả trách thiếp thấy cô ấy rất có phong thái khí chất. Sau khi chuyện trải qua như vậy cũng có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, một cô gái như vậy thì tất cả mọi người đều thích. Không bày tỏ ý kiến, hắn lại ừ một câu rồi buông nàng nằm xuống giường. Đôi mắt trong suốt của Tô Đàn Nhi nhìn hắn, nhẹ nói, nhiếp cô nương rất thích chàng. Ninh Nghị nhìn nàng, trên khuôn mặt đầy phức tạp trong sáng của nàng lại tươi cười, hàm răng cắn môi dưới, cố gượng cười để nước mắt không rơi xuống. Sau khi hắn nằm xuống giường, nàng lại cố sức bỏ dậy, ôm chặt hắn từ phía sau, hít hít mũi một cái. Nói như vậy, xảy ra chuyện này, sau đó lại bằng lòng một mình đến nhà để gặp mặt, nếu không phải là người tính cách nóng nảy muốn giáp mặt mắng cho một trận. Dù là người có tính cách kiên cường quang minh lỗi lạc cũng chán ghét chịu ủy khuất. Nhưng nhiếp cô nương vừa bước vào cửa, từ cái nhìn đầu tiên là thiếp đã nhận ra cô ấy không phải người như thế, cô ấy là vì thích tướng công lên mới vào đây. Hắn im lặng, về nắm bắt bản tính của con người, Tô Đản Nhi nắm bắt không bằng hắn nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Mọi hành vi của Vân Trúc đều bị nàng để ý, không có bí mật gì đáng nói, hắn cũng không phản bác gì. Nàng ôm chặt hắn cười cười rồi lại hít hít mũi một cái. Nhiếp cô nương cũng là người rất hiểu chuyện, sợ tướng công khó xử, nhiều phiền toái, cho nên hôm nay cô ấy mới đến đây. Chỉ cần cô ấy ứng đối khéo, người khác cũng sẽ không suy đoán linh tinh về tướng công. Nhưng cô ấy không muốn đến, thiếp có nhiều điểm không bằng cô ấy. Thiếp nói với cô ấy chàng bảo cô ấy vẫn còn trong trắng, thiếp không biết chuyện này nên nói với người ta thế nào, cho nên muốn nhìn một chút. Giọng nói của nàng hơi run lên, dừng lại một chút, yêu cầu quá đáng như vậy. Lúc đó cô ấy cũng bối rối, tướng không biết không. Chuyện này dù con gái là loại nào cũng sẽ không đồng ý, cô ấy suy nghĩ rồi lại đồng ý. Lúc đó thiếp đã hiểu rồi. Tướng công, nhiếp cô nương thực sự rất thích chàng. Một cô gái như vậy, tính cách cứng cỏi, coi trọng sự tự ôn của bản thân. Vậy mà vì thích chàng đến sự tự tôn của bản thân cô ấy cũng không cần. Cô ấy ở lầu xanh, giữ tấm thân như ngọc, thả chết đói cũng không cúi đầu. Cô ấy thích tướng công đến mức không để ý cả sự tự tôn của bản thân. Đàn Nhi lẩm bẩm, nói lại những lời này, hắn chỉ im lặng mà nghe. Một lát sau, mới hỏi một câu, nàng. Nàng nhìn thật sao? Tướng công, chàng hãy đến mà hỏi nhiếp cô nương đi. Tô Đàn Nhi trả lời câu này mà trong lòng cảm thấy chua xót, nghẹn ngào. Nàng cắn răng đẩy Ninh Nghị ra. Nằm xuống giường, vừa nghẹn ngào, vừa nhìn trần nhà. Ninh Nghị,
ở bên cạnh cũng thấy buồn ngủ. Ta và Nhiếp cô nương đã quen biết nhau từ lâu rồi. Trong lòng của thiếp chính là đang toan tính. Tô Đản Nhi nhẹ nhàng nói cắt lời Ninh Nghị. Trước kia thiếp cảm thấy, đàn ông mặc kệ là tài hoa năng lực hay là một người đọc sách. Đi tham gia văn hội yến hội, được các cô gái yêu quý cũng là chuyện rất bình thường. Giống như tướng công tài hoa phong độ như vậy, cho dù là có chuyện gì mờ ám cũng là đương nhiên. Trước kia tướng công không tham dự những thứ đó, thiếp còn cảm thấy lạ, cảm thấy chàng rất khác a với những người đó. Nhưng sau khi hiểu rồi, thiếp lại rất thích. Càng nói càng nghẹn ngào nói, thanh âm ứ nghẹn, cũng không lau nước mắt được. Những hôm đó thiếp ở trên ban công nói chuyện với chàng. Mới dần dần hiểu chàng, càng về sau càng nhiều chuyện phát sinh. Sau khi đến Hàng Châu, thiếp suy nghĩ mất hai ngày. Có phải ngày trước thiếp đối xử với chàng như thế nên giờ mới bị báo ứng không? Có những lúc thiếp nghĩ, thiếp sẽ không ngăn cản việc này của chàng, Tiểu Thiền, vị lưu trại chủ ở Hàng Châu nữa. Chàng cũng là người có bản lĩnh, có những người thích, ngăn cũng không được. Huống hồ làm nam tử hán đại trượng phu, ba thê bảy thiếp có là gì? Người trong nhà luôn nghĩ chàng ở rể, thế nào đó nhưng sau khi trải qua chuyện ở Hàng Châu, thậm chí là trước đó, thiếp biết chỉ cần tướng công muốn làm thì thân phận này không thể ngăn cản chàng được. Nhưng nghĩ trong lòng như vậy, thiếp vẫn luôn cảm thấy vô cùng đau đớn, không thoải mái được, thiếp vẫn rất để ý. Nàng òa khóc, chàng là tướng công của thiếp, là tướng công của thiếp nhưng chàng ở rể. Tại sao chàng lại muốn ở rể? Lúc đầu không cưới thiếp cũng được mà. Tại sao chàng lại muốn ở rể? Ninh Nghị cũng không biết rốt cuộc phải nói thế nào. Chuyện này chỉ có hắn áy náy với lập trường của hắn. Dù chuyện có phát sinh đến mức nào đi nữa thì Tô Đản Nhi cũng được, Nhiếp Vân Trúc cũng được đều không có gì sai. Sao có thể sai được? Sau khi khóc một trận, trút ra một hồi, thê tử liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh một chút, rồi lại nghẹn ngào. Tướng công, chàng thích cô ấy, thiếp biết. Vậy lúc nào đó rước cô ấy về thôi. Nếu Nhiếp cô nương như vậy, vẫn là, cũng là xứng đôi với tướng công. Ta không nghĩ là sẽ lấy nàng ấy về. Ha! Hắn nói những lời này khiến Đản Nhi ngẩn người ra. Đang định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài mưa gió một tiếng thét á thảm thiết xé rách màn mưa, truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, rõ ràng là người trong Tô phủ. Nếu là người ở bên ngoài thì chỉ e là ở đó đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là có người bị thương rồi. Nhưng hắn và Tô Đản Nhi trở về từ Hàng Châu chưa lâu, tiếng kêu như thế vẫn có chút mẫn cảm, lúc này cùng ngẩn người ra. Ninh Nghị nhìn ra phía cửa sổ, nước mắt nàng vẫn chảy, trong lòng muốn hỏi, vì sao? Nhưng ngay trong thời khắc đó, Ninh Nghị nghe được tiếng động tĩnh trong mưa. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 330, Mưa Bão, 2. Lúc bắt đầu người chết, đa số người trong Tô phủ đều còn bị tàn dư của chuyện xảy ra lúc chạng vạng tối hôm kia quấy nhiễu. Lúc mưa to chát xuống, từng nhà từng phòng mọi người đều đang tiếp tục bàn luận về chuyện này. Nam tử nữ tử, thiếu niên phụ nhân, đều không ngoại lệ. Nói xong chiến lược phòng 2 phòng 3, thương lượng phản ứng của bên Tô Dũ, kể chuyện nhân tình trong nhà, đương nhiên cũng không tránh khỏi bàn bạc về thái độ của Ninh Nghị trong chuyện này. Đương nhiên, đại đa số sẽ không tránh khỏi phẫn uất cùng chửi rủa. Cũng có người đã biết hôm nay Tô Đản Nhi đón nữ tử kia về nhà. Có lẽ là can thiệp một cách trực tiếp, hoặc là ý vị sâu xa, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đủ loại suy đoán. Cũng có người sẽ nhắc đến có cần kết bè phái đi làm nhục người nữ tử đó một phen không, thí dụ như danh nghĩa thì nói xin lỗi. Nhưng trên thực tế nói có chút khó nghe, nhưng ý nghĩ trong đầu đó chỉ thoáng qua một cái, liền bị người ta bác bỏ coi là trò cười. Cho dù là không tính đến phản ứng của Ninh Nghị, cho dù là Tô Đản Nhi nổi giận, lúc này cũng không ai thật sự có thể chịu được. Giết chóc chính là tình huống đột nhiên ập đến trong không khí mọi người đang bàn chuyện chính trị sau khi ăn uống. Lần này đám thổ phi từ Lương Sơn đến Giang Ninh, trừ mấy tên thủ lĩnh lúc này đang ở trên Lương Sơn bạc. Những tên khác đều là tinh nhuệ trong binh tướng Lương Sơn, trước giờ cực kỳ thành thạo với việc giang hồ sống mái chém giết,
vào nhà cướp của. Còn Giang Ninh Thái Bình trăm năm, mấy năm nay động loạn lớn nhỏ căn bản không tràn đến nơi này. Tô gia tuy rằng cũng có gia đình hộ viện, nhưng trong lúc bất ngờ gặp phải chuyện này, thật sự chẳng có chút chuẩn bị gì. Khi những người kia dưới sự chỉ điểm của Tịch Quân Dục, nhân lúc trời mưa mà đánh lén đến, chỉ trong giây lát, chỗ gác cống ở bên cạnh góc cổng, Mã Phu, gia đình, nhà hoàn của Tô Phủ đã bị quét sạch sẽ. Sau đó những người này liền từ bên ngoài mà ập vào. Lúc này vốn dĩ là trước giờ ăn, mưa to lại khiến cho đám người càng thêm tụ tập. Các hào hán Lương Sơn cứ 5 đến 7 người làm một nhóm, đầu tiên đứng bên ngoài tường nhìn rõ ràng tình hình bên trong, sau đó áp sát đột nhập. Đám người Tô gia tụ tập ở từng góc viện hầu như đến phản ứng cũng không phản ứng được gì nữa. Cứ trợn mắt há mồm mà nhìn đám người áo đen này từ trong mưa xông đến, một đao một mạng người trong đám người xung quanh. Trong khoảnh khắc này, bọn họ ngay cả đang xảy ra chuyện gì cũng chẳng rõ. Có đứa trẻ vốn dĩ đuổi nhau đùa giỡn dưới mái hiên, nhìn thấy những người áo đen thình lình đi đến, liền tay cầm món đồ chơi đứng ngẩn ngơ. Có đứa thậm chí lúc đám người áo đen tới gần còn theo bản năng nói một tiếng thúc thúc. Sau đó cơ thể bé nhỏ liền bay lên, sau đó Tô gia mới có phản ứng lại. Lúc này, hơn 20 người được Tịch Quân Dục sắp xếp ở phía ngoài vòng vây đã bắt đầu bọc đánh từ bên ngoài, bắt đầu chặn con đường mà mọi người trong Tô gia chạy trốn. Từ lúc nghe thấy tiếng la hét thê thảm trở đi, Ninh Nghị cùng Tô Đản Nhi đã có cảnh giác, nhưng có tâm coi như vô tâm, tin tức không đúng vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất. Lúc bắt đầu rối loạn, Ninh Nghị lập tức đem đao và hỏa thương lên người, mặc dù dưới trời mưa to thế này hỏa thương rất dễ bị xối nước, nhưng có lẽ ngay từ đầu vẫn có tác dụng. Còn khi bọn hắn lao ra ngoài cửa, bên đó cũng đã vọng lên tiếng la hét của bọn cường giả vào thành. Có tên cướp nào sẽ đến thành Giang Ninh cướp bóc? Chuyện này nói ra e là chẳng có mấy người sẽ tin. Nhưng mà tiếng chém giết bên kia thật sự không có chút giả dối nào. Ninh Nghị lúc sống ở Hàng Châu lâu như vậy, đối với những chuyện thế này cũng có chút nhận thức nhất định. Tô gia tuy rằng cũng có không ít gia đình hộ viện, nhưng những người có thể thật sự tham gia vào chém giết đao thật thương thật thì lại không nhiều. Bây giờ rõ ràng đã ngộ ra được thế cục như vậy, từ âm thanh vọng đến có thể thấy, sức kháng cự của đám hộ viện của Tô gia lúc này không ngừng bị tán loạn. Kèm theo đó còn có tiếng của mọi người trong Tô gia la lên chạy trốn, nghe ra, rõ ràng giống như cảnh tượng lúc Hàng Châu bị phá thành lần đầu, nhưng phạm vi bị ảnh hưởng chỉ có một mảng Tô phủ. Dìu Tô Đản Nhi ra cửa phòng, trong tai nghe thấy Quyên Nhi đang ở lầu 2 gọi, Tiểu Thiền, mau ôm thiếu gia lại đây. Ninh Nghị nghe thấy âm thanh đang từ phía bên khác vọng tới, kêu lên, Quyên Nhi, đừng cho Tiểu Thiền qua đây, bọn ta qua đó ngươi ở phía trên có nhìn thấy cái gì không? Không thấy, nhìn không rõ lắm. Quyên Nhi từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống dưới. Cô già, có phải là giang hồ trả thù hay không? Trắng trợn như vậy hay sao? Ninh Nghị trả lời một tiếng, nhưng không phải là phủ định, mà là trong lòng hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là điều gì có khả năng xảy ra. Trong đầu thật ra lại nhớ về chuyện mấy hôm trước có nói với Văn Nhất Bất Nhị là mình bị người ta bám theo. Lúc đó hắn còn cho rằng dư nghiệt của quân Phương Lạp muốn gây phiền phức cho mình, tìm đến tận được Giang Ninh. Còn dùng phương thức gõ trống khua chiêng, thể hiện thâm cừu đại hận, bản thân mình dường như vẫn chưa từng bị người ta căm hận đến như vậy. Lúc nói chuyện, Quyên Nhi đã chạy xuống dìu Tô Đàn Nhi, lại đem hai cái ô ra. Ba chủ tớ đang đi ra phía bên ngoài, bên một phía khác của tường viện đột nhiên vọng lại hai tiếng phù phù, hai tên áo đen trèo vào tường. Hai người này thân hình rắn chắc to lớn, vừa nhìn thấy ba chủ tớ đứng dưới mái hiên, hai gã cũng đột nhiên chạy nhanh chân hơn, nhanh chóng vượt qua lương đình tới tiểu viện, chạy thẳng về hướng cổng viện. Ninh Nghị bảo vệ phía sau hai chủ tớ Tô Đàn Nhi và Quyên Nhi. Ba người men theo mái hiên mà đi, nhìn chằm chằm một cách, cảnh giác về phía bên kia, sau đó bước chậm chậm, hai bên đi song song. Người đứng trước mắt, dưới chiếc mặt nạ lộ ra ánh mắt hung ác, nhìn Ninh Nghị, lúc Ninh Nghị dừng bước, bọn chúng cũng dừng. Người nọ bước một chân, những giọt mưa trên khắp người đều vung tung tóe ra ngoài, sau đó, tiếng cổ nghiêng kêu ken két. Gã áo đen phía sau nhìn ngang dọc khắp nơi trong viện tử. Sau đó nói một tiếng gì đó, gã áo đen phía trước cười lạnh, các ngươi chính là đôi cẩu nam nữ Ninh Nghị và Tô Đản Nhi.
Lúc này đao thương của Ninh Nghị đều đặt trong áo choàng, hai tay cúi xuống nắm lấy, nhẹ nhàng nói, các người là người nào? Người áo đen kia lại không trả lời, nếu đúng là các ngươi, vậy ông sẽ thẳng tay sát giới gã hét lớn một tiếng, tay đưa về phía sau rút ra một kim qua chùy, đột nhiên lao về phía bên này. Ninh Nghị tay không đứng đó, nhìn thấy bóng đen ầm ầm xuyên qua màn mưa, nước bùn bắn tung tóe, lúc khoảng cách không ngừng ngắn lại. Tên áo đen kia dùng lực, toàn bộ thân mình đều nhảy lên, chiếu thẳng vào nửa thân trên của Ninh Nghị, kim qua chùy vung mạnh một tiếng ầm đánh xuống. Ầm một tiếng, trong màn mưa, cơ thể người mặc áo đen đột nhiên giống như một con nhún đầy gai, hai chân gã đạp trên không trung. Lưng vặn vẹo trên không trung, cả người trong lúc tấn công từ trên xuống dưới dừng lại trên không một hai giây. Trong nháy mắt vừa rồi, Ninh Nghị chiếu thẳng vào bụng gã mà nện cho một quyền, khiến thế tấn công của gã bị cản lại trên không trung. Máu tươi từ miệng phun ra, trong nháy mắt ướt đẫm chiếc khăn che mặt, sau đó thân thể gã áo đen kia mới ngã xuống. Hai chân mới chạm được xuống mặt đất, Ninh Nghị đã nắm lấy tay gã, ngay lập tức là một cú ném qua vai mạnh mẽ. Tên đó là từ bên ngoài hiên mái nhà xông vào, trong nháy mắt cả cơ thể ầm ầm đập vào trên hiên cửa sổ bên trong, toàn bộ cửa sổ đều vỡ tung. Phía sau lưng gã là góc nhọn của cửa sổ, cũng không biết con nện đứt xương sống không, nhưng cả người gã từ đầu đến chân đều vắt trên cửa sổ. Ninh Nghị nhặt kim qua chùy từ dưới đất lên, đập rầm rầm 7-8 lần vào người gã áo đen kia, tiện còn đá một cái thật mạnh vào đầu gã, mặt đất đầy những máu. Hắn xoay người, dùng chùy chỉ vào một tên mặc áo đen khác trong màn mưa, vượt qua lan can, đi về phía người nọ, tiện tỏ ý bảo hai chủ tớ Tô Đàn Nhi chuẩn bị đi ra ngoài. Các ngươi là ai? Tên áo đen còn lại bị dọa đến nỗi lùi hai bước. Bọn chúng tuy rằng cũng có chút hiểu biết về Ninh Nghị, nhưng đương nhiên không thể tưởng tượng được tên thư sinh trước mắt này lại hung hãn như vậy. Nắm chặt trường đao trong tay, mà nghe như tiếng sát phạt xa xa như sắp tới gần rồi, liền quát lớn, chúng ta là các anh hùng Lương Sơn. Chư vị đại ca hôm nay đã đến rồi, nếu như người thức thời, hãy mau buông binh khí, chờ xử trí, có lẽ còn có thể giữ lại cho phu thê người một cái mạng. Gã không hề biết trong lòng Ninh Nghị lúc này đang bực tức và phẫn uất. Mặc dù đối với Tô Đản Nhi và Nhiếp Vân Trúc hắn không có cách nào, nhưng con người ta thường giận cá chém thớt. Lúc này trong cơn mưa, hắn lạnh lùng bước tới gần, giọng trầm trầm nói, Tịch Quân Dục đúng là còn bày ra mấy trò này. Tịch đại ca huynh ấy, gã còn chưa nói hết lời, Ninh Nghị chạy tới, đột nhiên xông về phía gã, tên áo đen phản thủ bằng hai thanh đao vung lên. Chỉ nghe phù một tiếng, đao sắt chém rách bao da trâu, bột vôi đổ ập đầy cơ thể gã, trong cơn mưa to, trong nháy mắt liền vang lên tiếng ục ục và lớp xương trắng bốc lên. Dù sao gã cũng mặc áo đen, mặt nạ bảo vệ, vôi bột trong chốc lát khó mà đốt cháy tới cơ thể của gã, nhưng chỉ mắt mũi dính chút thôi cũng đã đủ để gã chịu đựng. Gã hét to, liều mạng vung đao, đột nhiên trên đầu bị một chùy thật mạnh, người ngã xuống mặt đất phía sau. Lại một chùy, gã không động đậy được nữa rồi, Ninh Nghị lại bổ thêm một chùy, ném chùy sang một bên. Biết là người nào rồi, Ninh Nghị quay đầu, nói một câu với thê tử và nha hoàn. Ngoài cửa viện lúc này đã có không ít người la hét chạy vội vàng đến, đều là người Tô gia có quen biết. Ninh Nghị dìu Tô Đàn Nhi ra ngoài, chỉ thấy đầu đường phía bên kia, cảnh hộ viện dẫn theo một vài hộ viên đang chém giết với mấy tên áo đen. Che cho mọi người phía bên này chạy, thỉnh thoảng cũng có người bám theo nhập vào trong đám người. Tiểu Thiền choàng áo tơi, ôm đứa bé chạy ra sân đầu bên kia, đang vẫy tay và la lên với phía bên này. Đám người Tô Văn Định, Tô Văn Phương lúc này cũng đã chạy tới, Ninh Nghị rút đao ra, nói với Tô Đàn Nhi, nàng đi theo những người khác tìm ra ra, ta đi giúp một tay. Gã muốn giết chàng, chính là muốn giết chàng. Tô Đàn Nhi kêu lên, kéo tay Ninh Nghị, nhưng thấy nét mặt của Ninh Nghị thì chần chừ một lát, cuối cùng không khuyên bảo nữa. Chàng nên đi tìm Nhiếp cô nương, cô ấy có lẽ còn chưa ra ngoài. Ninh Nghị nhìn trận chiến đấu phía bên kia, hít một hơi, bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy. Tô Đản Nhi buông tay hắn ra, hắn toàn lực xông về phía bên kia, có người áo đen từ góc tường xông ra, mặt đối mặt, bị hắn một đao giết chết. Cùng lúc đó, Tịch Quân Dục dẫn vài người xuất hiện ở một chỗ trên nóc nhà, ánh mắt dò xét, cũng nhìn thấy hắn.
chỉ về phía bên này, các vị ca ca, chính là người đó. Đám người liền nhảy xuống nóc nhà, xông về phía bên này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ninh Nghị liền hiểu đám người đang xông lại có khả năng chính là thành viên của 108 tướng Thủy Hư. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, không muốn kéo vòng cuộc chiến đến gần đám người cảnh hộ viện, xoay người chạy ra theo lối khác. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.